Chương 441, thiếu niên hung danh 4. Tuy nhiên, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Lý Hạo, hắn hít sâu một hơi, không khuyên cả nữa. Nói, nhớ vậy, ta sẽ cùng ngươi đánh cược một trận. Từ phủ thần tướng ở Thanh Châu, hắn đi theo đến đây, mưa gió không sờn, không khuyên can. Không dạy dỗ, chỉ bầu bạn. Lúc này, hắn cũng không khuyên nhiều. Bởi vì trong mắt hắn, Lý Hạo tuy là tiểu bối nhưng cũng là tiểu hữu. Giữa bằng hữu với nhau, chính là sự tôn trọng bình đẳng chỉ cần khuyên can một lần là đủ đó là nhắc nhở nếu tiếp tục khuyên can chính là mượn danh nhắc nhở đế ra lệnh ngược. lý hạo bước ra toàn thân bùng nổ khí thế nuốt trời hắn muốn xem cực hạn của mình đến đâu ba yêu vương tuy hơi nhiều như cũng chưa chắc không thể chiến đấu phượng sơn quân cùng ra tay đi chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua nam tử bay tới ma khí toàn thân cuồn cuộn trên đỉnh đầu có những cục thịt chi chít vô cùng đáng sợ hắn lạnh lùng nhì lý hạo ở đằng xa nói chỉ là tam bất hủ cảnh mà lại có uy thế hung hãn như vậy ngay cả hoàng tộc cũng không thể làm được nghe nói mẫu thân của tiểu tử này đến từ đại hoang thiên hẳn là thừa kế một loại bi pháp nào đó nhất định phải giết chết hắn nếu không sau này sẽ không còn có chỗ dung thân cho chúng ta nữa đúng vậy chúng ta đến đây đều có ân oán với lý gia cơ hội hiếm có không thể dễ dàng bỏ qua nữ tử bên cạnh có làn da trắng bệch ông khí nồng nặc nhãn còng màu xanh lục phượng sơn quân hơi sừng sốt không ngờ yêu vương đến đây lại đông như vậy trong lòng nó vừa mừng vừa hối hận sớm biết tiểu tử kia đáng sợ đến thế nó đã đợi một chút tiết kiệm sức lực chiến đấu đơn độc lại lãng phí cơ hội nghịch thiên cải mệnh quý giá nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn dù sao thì ý nghĩ này quá xấu hổ là yêu vương lại không thể đơn độc giết chết thiếu niên này thật đáng xấu hổ giết nó không nói thêm lời nào trực tiếp hô lên thôn thiên ma tổ và vại quật quỷ nương cũng không nói nhà lao về phía lý hạo bạch thần quân thấy vậy liền giết về phía tứ lập cảnh ẩn nút kia muốn ép hắn ra bây giờ ba yêu vương vây giết thiếu niên khi có thêm một tứ lập cảnh bảo vệ nếu không thì không ai cứu được ma khí ngút trời che phủ thiên không từng trận gió âm u quỷ dị truyền đến thôn thiên ma tộc tế xuất một chiếc gương của bằng đồng phản chiếu bóng dáng của lý hạo sau đó từ trong gương lại bay ra một bóng dáng giống hệt lý hạo giết về phía lý hạo tóc lý hạo tung bay từng bước như đạp lên trời mang theo khí thế ngút ngàn tiên khí trong cơ thể hắn lúc này bùng nổ toàn lực dẫn động lực lượng thiên địa lực lượng của lĩnh vực mười phương đều được nắm giữ và tụ tập lại đồng thời hắn mở ra cực cảnh chi lực của thân thể toàn bộ huyết nhục đều biến thành vàng ròng tóc cũng biến thành màu vàng như một vị thần linh được đúc bằng vàng lực lượng kinh khủng minh mông cuồn cuộn tuôn ra từ trong thân thể không chỉ lực lượng nhanh chóng tăng vọt mà thể chất phòng ngự tốc độ tư duy vân vân đều được tăng cường toàn diện đối mặt với bóng hình hư ảo trong gương lao tới lý hạo không né tránh mà đột nhiên tung một quyền nắm đấm màu vàng như xuyên thủng bầu trời bóng hình hư ảo dơ kiếm giận dữ chén ra nhiên chỉ một quyền ngay cả kiếm quang cũng bị đánh tan xuyên thủng cả bóng hình hư ảo sao có thể thôn thiên ma tổ sửng sốt lộ ra vẻ kinh ngạc bảo vật này của hắn có thể phản chiếu ra ma thân có cảnh giới giống với bản thể chỉ riêng bảo vật này đã có thể giúp hắn dễ dàng chấn sát những kẻ cùng cảnh giới vô cùng đáng sợ kết quả là ma thân phản chiếu ra này lại không địch nổi một quyền của bản thể thiếu niên nhưng hắn không biết rằng mặc dù bảo vật này có thể phản chiếu yêu thân nhưng không thể phản chiếu sức mạnh cực cảnh mà lúc này dưới sự gia trì của lực lượng cực cảnh toàn bộ thể chất lý hạo được tăng cường lực lượng thiên địa hấp thụ được tăng vọt toàn bộ lực lượng đều được nâng cao rất nhiều phá vỡ ma thân lý hạo bùng nổ thần lực ở hai cánh tay một kiếm chém về phía vô số bóng ma được phóng ra trong hư không diêm la quỷ vực sát trên má vạn quật quỷ nương nổi lên những đường gân màu xanh dường như đã dùng lực lượng cực lớn vô số bóng ma bay ra từ trong tay áo của nàng bao phủ thiên địa như biến nơi này thành tử giới những bóng ma này trồng chất lê nhau bao phủ bên dưới có thể dễ dàng hấp thụ lực lượng của kẻ địch nhưng lúc này tiếng lầm rồng của kiếm quang sáng loá lao ra những bóng ma vô hiệu như bị ánh sáng thần thánh thiêu đốt thậm chí còn phát ra tiếng kêu thảm thiết bị xuyên thủng ngay lập tức một kiếm quét sạch bóng ma đầy trời chẳng qua cũng chỉ như thế lý hạo cười lớn rút kiếm giết ra đôi chân đạp mạnh thiên địa giữa hai chân hắn trong nháy mắt thu ngắn khoảng cách lại hắn đến gần trước mặt vại quật quỷ nương kiếm quang chém ra dữ dội vô số kiếm khí như sóng biển hiện ra từ giữa thiên địa sau đó biến thành từng con kiếm long gào thét lao tới bóng ma do âm phong ngưng tụ lại một lần nữa chạm vào kiếm long lập tức bị bóp chết chương 442, thiếu niên hung danh ba trong số đó vô số kiếm ảnh như mưa chúc số người vạ quật quỷ nương thập ngục chấn ma thân vạ quật quỷ nương phát ra tiếng hét chói tai trong thân thể truyền đến tiếng gầm gừ của nam tử thân thể phình to bùng nổ uy thế đáng sợ nhưng kiếm khí không ngừng xông vào người nàng đột nhiên một luồng kiếm khí xâm nhập vào cơ thể nàng và quật quỷ nương đột nhiên run rẩy quỷ khí cuồn cuộn trên người đột nhiên cứng đờ sau đó tan biến cái cái gì thế này Vại quật quỷ nương trợn tròn mắt không thể tin được nhìn lý hạo nàng cảm thấy sinh mệnh của mình đang nhanh chóng tiêu tan giống như có thứ gì đó đang nhanh chóng hấp thụ sức sống của làng kéo nàng đến một nơi xa xôi nó muốn chi triển lực lượng muốn thần hồn thoát ra khỏi cơ thể như mọi lực lượng và thần hồn đều bị một loại lực lượng nào đó kéo lại không thể thoát ra được lo có cảm giác cơ thể mình bị một thứ vô hình gì đó nốt chừng tử vong nó cảm thấy bóng đen đáng sợ đó bao trùm ngay khi cơ thể nó cứng đờ lý hạo đã vung long tiêu kiếm chém ra chém cơ thể nó thành hai nửa thô thiên ma tổ và phượng sơn quân chạy đến đang ngạc nhiên vì sao đối phương không né tránh thì thấy cơ thể bị chém đôi của vại quật quỷ nương không ngừng tăng giã hơi thở sự sống nhanh chóng suy yếu trong chớp mắt đã hoàn toàn mất đi sức sống chết rồi sự thay đổi đột ngột này khiến hai yêu vương kinh hãi trợn tròn mắt lần như không thể tin được chỉ một lần chạm mặt, quỷ nương đạo tâm cảnh này đã bị Lý Hạo giết chết, còn các ngươi nữa. Lý Hạo biết rằng mình đã kích hoạt đòn tấn công chí mạng, mặc dù xác suất rất thấp nhưng không thể ngăn cản được lượng kiếm khí vừa tràn vào người đối phương đủ nhiều, ít nhất là hàng vạn. Nếu đối phương coi trọng, dùng công kích để va chạm, hóa giải đòn tấn công của hắn thì vẫn có thể né tránh được nhưng nếu chọn dùng thân thể để chống đỡ thì sẽ dễ kích hoạt ra thuộc. Tính, yêu vương đã ngã xuống, nhìn thấy thân thể của vạn quật quỷ nương bị Lý Hạo chém ra, Hơi thở tiêu tan, Phượng Sơn Quân và Thôn Thiên Ma Tổ cảm thấy toàn thân lạnh toát, đặc biệt là Phượng Sơn Quân, lúc này nó đã không còn mạng thứ hai, cái chết của vạ cột quỷ nương quá quỷ dị, nó thậm chí không nhìn ra dấu vết, Lý Hạo đã giết chết nó bằng một đòn như thế nào, nó hoàn toàn không nhìn ra. Ở xa xa, Bạch Thần Quân vừa mới giao thủ với Phong Ba Bình, cũng nhận ra sự thay đổi kinh ngạc ở bên này, đồng tử của hắn co lại, trong lòng kinh hãi, thiếu niên kia. Vậy mà lại giết chết yêu vương cảnh tượng này cũng lọt vào mắt của thiếu nữ mặc váy đỏ ở phía xa khuôn mặt xinh đẹp vốn đang cười lạnh của nàng ta lúc này lại ngây ra ngay sau đó kinh hãi nhìn lý hạo thiếu niên người 14 tuổi này sao lại có bản lĩnh khủng khiếp như vậy khi mọi người đang ngây người lý hạo đã rút kiếm giết ra hắn giơ tay chén xuống kiếm khí tách ra như băng nứt hóa thành những con sóng cuồn cuộn tràn đến vẫn là chiêu thức giống như trước nhưng lần này phượng sơn quân và thô thiên ma tổ đều kinh ngạc nhận ra không dám dễ dàng đón nhận như vạn cuột quỷ nương trong đòn tấn công này ẩn chứa sát chiêu đáng sợ chúng tạm thời không nhìn ra được chỉ có thể tránh bị đến vần ngủ mọi lửa mút trời phượng sơn quân vung ra biển lửa chân hỏa của phượng hoàng thiêu đốt những con sóng kiếm khí lập tức bị vặn vẹo biến dạng đồng thời thô thiên ma tổ cũng thi triển ma công ma khí như mây đen bao trùm lấy thân thể của lý hạo thân mình nó uốn lượn cuốn quanh lộ ra chân thân rõ ràng là một con rắn khổng lồ dài trăm trượng toàn thân máu thịt bành trướng vảy dự đứng như lưỡi dao nó gào thách phun ra một chiếc mà đau chiếc ma đao này như cầu vồng đen tẩn chứa võ đạo cực kỳ đáng sợ quét sạch kiếm khí chém về phía lý hạo trong mắt lý hạo bùng lên thần quang một ngụm tiên khí rót vào thân long tiêu kiếm vung ra kiếm quang như ngân hà chiếu sáng hư không ầm ừ. hai thần binh bùng nổ va chạm kinh thiên động địa những con sóng như biển cả lan tỏa khắp nơi thân thể của lý hạo chấn động sau đó lại bay lên trời kiếm thứ hai đè bẹp hư không tạo ra những bông tuyết phủ kín bầu trời trong lòng thô thiên ma tổ chấn động lực lượng của lý hạo không hề kém cạnh nó nó chính là nghịch mệnh cảnh khí lực toàn thân đã sớm hóa thành đại đạo chân lực đây là sức mạnh to lớn được hình thành sau khi ngưng luyện đạo tâm mượn đạo tâm để biến đổi một tia chân lực chống lại hàng vạn khí lực đây cũng là lý do tại sao tứ lập cảnh có thể dễ dàng chấn áp tam bất hủ lực lượng trên lệch rất lớn kết quả là lực lượng của thiếu niên này dường như không hề kém cạnh cầm nó tức giận điều khiển trước ma đao liên tục chém về phía lý hạo vô số đao ảnh tràn ngập bầu trời va chạm với vô số bông tuyết đao khí như sông dài muốn cuốn lý hạo vào trong đó và nghiền nát lý hạo không né tránh mà nhảy vào giữa những luồng đao quang đó hắn thi triển long thiền chân không thể thân thể trong lùi đao quang phát ra tiếng len ken vô số đao khí chém vào thân thể nhưng không thể làm tổn thương được chút nào chương 443, yêu ma đều sợ danh tiếng của hắn bên ngoài cơ thể hắn như có một lớp ánh sáng trắng mờ ảo đây là một đạo long thiền kim thân giống như thần binh bảo giáp ngay cả long tiêu kiếm cũng không thể chém được hắn lúc này phải biết rằng sau nhục thân đạo thất đoạn mà những luyện thể thuật đỉnh cao đạt đến cảnh giới cao hơn hắn còn có hàng chục luyện thể thuật khác đều được diễn hóa đến cảnh giới thượng phẩm mang đến cho nhục thân sự tôi luyện và nâng cao đáng sợ chỉ xét riêng về phòng ngự nhục thân ngay cả yêu ma trước mắt cũng không bằng hắn nhục thân khủng bố khiến lý hạo không hề sợ hãi xài bước về phía thôn thiên ma tổ lòng bàn chân hắn dẫm vào hư không phát ra từng tiếng nổ như sấm như một con hung thú còn nhỏ hơi thở hủy diệt của kiếm thuật luân hồn nương tụ trên mũi kiếm chém về phía thôn thiên ma tổ khốn kiếp thôn thiên ma tổ kinh hãi ngay cả chân long cũng không có khả năng phòng ngự đáng sợ như vậy lý hạo một đường giết tới xuyên qua ma thiên đao quang vào chân hỏa phượng hoàng vậy mà không hề hấn gì quả thực đáng sợ nó gào thét vung đuôi rắn hung hăng quất về phía lý hạo thiên địa pháp tướng sau lưng lý hạo đột nhiên hiện ra đối mặt với đuôi rắn khổng lồ pháp tướng khổng lồ cũng không hề sợ hãi nang nhiên giơ tay lên đột nhiên ông lấy đuôi rắn ô ô pháp tướng như phát ra một tiếng gầm giận dữ không tiếng động mặc dù không có âm thanh nhưng lại có một loại sóng âm chấn động truyền ra lý hạo ngượng sức mạnh của thiên địa điên cuồng truyền vào thiên địa pháp tướng pháp tướng phát ra kim quang bùng nổ sức mạnh dưới non lấp biển trực tiếp kéo đuôi rắn lên vào quang đi ầm thân thể của thôn thiên ma tổ bị kéo lên đập mạnh vào một ngọn núi lần đó thiên địa pháp tướng lại lào thét kéo lê thân thể của nó lên rồi lại hung hăng đập xuống đất mặt đất rung chuyển dữ dội hàng chục ngọn núi gần đó mặt đất cách xa hàng trăm dặm đều phải chịu đựng những đợt sóng chấn động dữ dội cơn chấn động này may cả những yêu ma đứng trên bầu trời dường như cũng có thể cảm nhận được không khỏi kinh hãi ha hốc mồm ngươi dám coi thường ta phượng sơn quân gào lên giận dữ lao về phía lý hạo kích thích chân huyết phượng hoàng trong cơ thể ngọn lửa như thần văn cuốn quanh người như một thiên thạch đang cháy lao về phía lý hạo với tốc độ cực nhanh dưới sự dẫn dắt của đạo vận lý hạo có thể nhận ra vị trí tấn công của nó không thể né tránh nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc né tránh mà bước lên một bước sau đó đột nhiên nắm chặt ngón tay lao thét đấm ra một quyền một quyền này kết hợp bắn bộ vô địch quyền mà hắn có thể hiểu được vào thiên địa quán thông quyền biến thành quá thông vô địch quyền Mọi lửa ngập trời bao phủ thân hình thiếu niên nhưng họ lửa đột nhiên nổ tung một quyền uy kinh thế nở rộ cùng với tiếng kêu chảm thiết của loài chim đứng đầu trong loài chim muông bóng đỏ bay ngược ra ngoài phun ra một lượng lớn yêu huyết màu vàng toàn thân lý hạo đỏ rực như một vị thần đứng sừng sững giữa không trung đằng sau hắn đồ đăng hiện ra ảo ảnh ngọn núi hóa thành ngọn núi khổng lồ, khiến cơ thể hắn bất động như tùng, không hề bị lay động chút nào. Tất cả yêu ma đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, bị khi tức vô địch của thiếu niên này làm cho chấn động. Bên kia, Thiên Địa Pháp Tướng vẫn kéo lê thôn thiên ma tổ, đập mạnh xuống, mặt đất bị quang ra những rãnh sâu, như bị nứt ra. Những ngọn núi gần nó đều bị đập vỡ, vảy trên đầu thôn thiên ma tổ bị đập rơi, da thịt bị rách. Nó phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đột nhiên vô số vảy bắn ra từ đuôi rắn, cắt đứt bàn tay của thiên địa pháp tướng sau đó đuôi rắn khuấy động mạnh mẽ vùng vẫy thoát ra thần quang tràn ra trong cơ thể thiên địa pháp tướng chữa lành vết nứt trên lòng bàn tay lý hạo nhìn thôn thiên ma tổ đang vùng vẫy thoát thân cầm kiếm đuổi theo tên khốn kiếp ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể vô địch sao thôn thiên ma tổ gào thét uy nghiêm của yêu vương hoàn toàn biến mất cơ thịnh nộ khiến đôi mắt nó đỏ ngầu không lùi mà tiến lao về phía lý hạo ngay khi sắp tiếp cận trong mắt nó lộ ra vẻ dữ tợn đột nhiên hám miệng trong cái miệng rắn khổng lồ của nó ngoài hai chiếc răng nanh cực dài còn có vô số chiếc răng sắc nhọn li ti lúc này nó thi triển công pháp mạnh nhất của mình thôn thiên ma công một lực hút như sái nước đột nhiên bao trùm lý hạo ở khoảng cách gần như vậy nó không tin lý hạo có thể thoát thân hạo nhi phong ba bình ở xa nhìn thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi vừa định chạy đến bạch thần quân đã nhận ra nhanh chóng gào lên một tiếng biến thành một con bạch hổ lao về phía hắn lý hạo nhìn thấy cái miệng rắn đột nhiên mở ra của đối phương mặc dù đã có dự đoán nhưng lực hút đó bao trùm cơ thể hắn không thể né tránh được nữa hắn lạnh lùng nhìn cầm long tiêu kiếm tó ra thấy vô dụng thế là hắn chợt bùng nổ tốc độ chủ động lao vào miệng nó vút trong nháy mắt ly hạo bị thôn thiên ma tổ hút vào miệng nó nhìn thấy vẻ khát máu trong mắt hắn tiểu tử ngay cả chân long ta cũng đã an ngươi lời còn chưa rút sắc mặt nó đột nhiên thay đổi sau đó nó chợt há miệng phun ra một ngụm ma huyết màu đen chương 444 tiêu ma đều sợ danh tiếng của hắn hay. cùng lúc đó một luồng kiếm khí như xoáy nước từ trong cơ thể nó quét ngang ra ngoài vô số kiếm khí bắn ra một trong những luồng kiếm khí đâm xuyên cơ thể nó tỏa ra ánh sáng quỷ dị thôn thiên ma tổ vừa định vùng vẫy phun lý hạo ra nhưng đột nhiên luồng kiếm khí quỷ dị đó đâm vào cơ thể nó như bị co giật có cảm giác như xương sống bị rút ra toàn thân có một loại bóng tối của tử vong bao trùm không thôn thiên ma tổ bỗng nghĩ đến vạ quật quỷ nương vừa mới chết một cách quỷ dị đồng tử của nó co lại trong lòng kinh hãi nhìn thấy sự sống đang suy tàn có có thể cứu vãn nó vội vàng thi triển nghịch thiên cải mệnh cơ thể nó đột nhiên nứt ra từ trong khối máu thịt khổng lồ trên lưng tách ra một ma thân thể tích chỉ khoảng bốn năm trượng nhỏ hơn nhiều so với trước ma thân nhỏ bé bay ra lập tức trốn chạy về phía xa còn thân thể khổng lồ của thôn thiên ma tổ thì rơi thẳng xuống ngay khi sắp rơi xuống đất một luồng kim quang long ngâm từ trong lưng nó phá ra xông thẳng lên trời chính là lý hạo bị nuốt vào lúc nãy lý hạo nhìn về phía thôn thiên ma tổ đang chạy trốn ở xa hơi thở của đối phương yếu ớt dường như cảnh giới tu vi đã giảm xuống đây thực sự là cơ hội tốt để giết chết nó hắn vừa định đuổi thang nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng như thể có thứ gì đó xuất hiện trong bóng tối làm nhiễu loạn bản thân hắn đợi đến khi nhìn lại lần nữa thì không thể khóa chặt được bóng dáng của thôn thiên ma tổ nữa nó đã biến mất không thấy đâu dấu vết yêu khí còn sót lại của nó cũng biến mất như bị một loại lực lượng vận mệnh nào đó xóa bỏ. Ánh mắt Lý Hạo trở nên nghiêm trọng, đây chính là lực lượng của nghịch mệnh cảnh sao? Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là mạng thứ hai, mà còn là một lực lượng chắc chắn có thể thoát thân bảo vệ mạng sống, trước mặt thuộc tính trí mạng của hắn, mà vẫn có thể bảo vệ tính mạng, quả là đáng sợ. Không hổ danh là những gia tộc có nghịch mệnh cảnh trấn giữ, có thể trường thịnh bất di. Cho dù bị vây công giết chết, diệt sạch gia tộc như người ta có nghịch mệnh cảnh bảo vệ mạng sống, sau khi trốn thoát, sẽ khiến kẻ thù phải đắc tội với một tứ lập cảnh ẩn núp trong bóng tối như bọ cặp độc đây là tình huống mà không ai muốn chưa chọc và đối mặt ánh mắt lý hạo thu lại nhìn về phía hỏa phượng bên kia phượng sơn quân khi nhìn thấy thân thể của thôn thiên ma tổ rơi xuống liền nhận ra không ổn lúc này khi lý hạo nhìn sang trong lòng nó kinh hãi nhanh chóng thi triển thân pháp mạnh nhất biến thành một đám hồng vân bay nhanh về phía xa là yêu vương nghịch mệnh cảnh không xa vạn dặm mà đến lúc này lại bị đánh cho phải bỏ chạy tục mạng nó có huyết mạch chân phượng bây giờ nó cảm thấy vô cùng ức chế và xấu hổ. Càng nhiều hơn là hoảng sợ, lo lắng bị Lý Hạo đuổi kịp. Thân pháp của Lý Hạo chỉ có tam đoạn, mặc dù có thuộc tính đồ giám tăng tốc độ thân pháp nhưng so với hỏa phượng này vẫn chậm hơn nhiều, dựa vào bản thân đuổi theo là không kịp. Hắn ném long tiêu kiếm ra, lực lượng ngự vật bao phủ, đồng thời thêm vào thuộc tính tàng cung và phi đoạn. Long tiêu kiếm biến thành kim quang rồi biến mất, bay ra với tốc độ cực nhanh. Ầm, một kiếm chém vào cơ thể Hỏa Phượng, Phượng Sơn Quân nhận ra nguy hiểm, né tránh một kích kinh ngạc, không kích hoạt được thuộc tính ám sát tăng gấp đôi của tàng cung chỉ làm rách mé cánh nó bị thương bị đau trong lòng vừa kinh vừa giận phóng ra một đám hỏa vân bao phủ chung quanh biến thành hỏa hải lĩnh vực long tiêu kiếm đuổi theo lần nữa nhưng bị biển lửa cản trở sát thương giảm mạnh liên tục chém giết toàn thân phượng sơn quân đều là bảo vũ như sắt miễn cưỡng chống đỡ một đường chén giết đến trăm dặm như vẫn không thể giữ lại được nó lý hạo trơ mắt nhìn đối phương trốn thoát nhíu mày có chút tiếc nuối hiện tại thân pháp này là điểm yếu của hắn Xem ra phải nhanh chóng để chi thư hoặc âm luật nhập tâm đạt được một phiên tâm cảnh nâng thân pháp lên tứ đoạn sau đó cộng điểm lên lục đoạn đến lúc ấy kết hợp với sự gia tăng của đồ giám hẳn là những yêu vương này không có mấy tên có thể chạy thoát khỏi mình lý hạo họ long tiêu kiếm trở về quay đầu giết về phía bạch thần quân đang dây dưa với phong lão bạch thần quân luôn chú ý đến tình hình bên này khi thôn thiên ma tổ bị ép sử dụng cơ hội nghịch mệnh nó đã sợ hãi đến mất hồn nhận ra tình hình không ổn nhanh chóng bỏ chạy nhưng phong ba bình phản ứng nhanh chóng dây dưa với nó trận nó lại cút đi bạch thần quân bị phong ba bình dây dưa phiền phức lao lên giận dữ trong lòng nó tức giận không ngờ cuối cùng người ở lại lại là mình nó phát ra tiếng hổ gầm gây thế hung hãn chấn động lý hạo nhìn thấy thì hít mắt lại đột nhiên lao tới tất cả đầu dám khẳng vào cơ thể đều kích hoạt ban sơn đồ dám hồ ác kỳ sơn côn lôn đồ dám huyết hải hung giao đồ dám mẹ nó ngươi gào cái gì lý hạo cũng gầm lên một tiếng uy thế chấn động đất trời nhiều đồ dám chồng lên nhau Tuy thế hung hãn khiến ánh mắt của bạch thần quân hơi khựng lại có cảm giác van mật run rẩy chương 445, yêu ma đều sợ danh tiếng của hắn ba lúc trước đối mặt với phụ thân của thiếu niên này hắn cũng chỉ khinh thường nhìn xuống nếu không phải kiêng rẻ đao thành yến bắc hắn đã đích thân ra tay chứ không ẩn núp sau cuộc chiến yến bắc chỉ làm một vị chỉ huy ngươi bạch thần quân kinh sợ và tức giận nhìn thấy vô số kiếm khí tụ tập trên bầu trời cơn tức giận của nó lập tức tan biến lúc này hai đánh một nó không thể thoát thân mà không mất mạng ta nhớ mặt ngươi bài thần quân nghiến răng nguyến lợi trực tiếp sử dụng cơ hội nghịch mệnh thân thể của nó đột nhiên lao về phía xa biến thành một luồng ánh sáng trắng lý hạo điều khiển vô số kiếm khí đổi thang nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không dường như bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt lệch khỏi quỹ đạo đối phương có vận khí kinh người đứng giữa muôn vàn mũi tên như không hề hấn gì phong ba đình thấy đối phương bị ép sử dụng cơ hội nghịch mệnh cũng dừng lại hắn biết nếu là lúc bình thường Hắn thi triển thiên địa vô tung, không có mấy nghịch mệnh cảnh có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, có thể đuổi kịp hắn nhưng một khi đối phương thi triển nghịch mệnh, tốc độ của hắn có nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp, sẽ xuất hiện đủ loại tai nạn ngoài ý muốn. Khiến hắn mất dấu đối phương, nếu ép quá gấp, khiến cho lực lượng đó phản phệ, thậm chí một số tai nạn ngoài ý muốn sẽ khiến hắn bị thương nặng. Khi Bạch Thần Quân bỏ trốn, thứ nữ váy đỏ ở xa đã sớm rút lui trước, lúc nàng nhìn thấy thôn thiên ma tổ bị ép chạy trốn, nàng đã nhận ra rằng kế hoạch vây giết thiếu niên lần này sắp thất bại rồi trận chiến kết thúc uy thế chiến thần của thiếu niên sẽ không thể ngăn cản được nữa quá đáng sợ thể chất của thiếu niên này có thể so sánh với chân long ba yêu vương cũng không thể vây giết được hắn còn bị hắn phản giết thiếu nữ váy đỏ biến thành con phi điều đỏ thẫm bay về phía đám mây xa xa rơi khỏi chiến trường nhưng những cảnh tượng để lại trên chiến trường đó lại như vết thương hằn sâu vào trong đầu nàng khiến nàng kinh hãi du sợ và chấn động nhanh nhanh truyền tin đi thiếu niên này đến đâu tất cả đều phải tránh được nàng đột nhiên tỉnh táo lại vội vàng dùng huyền âm tiêu truyền tin thiếu niên đó không thể ngăn cản được rồi theo sau sự thất bại của đám yêu vương những yêu ma tam bất hủ cảnh từ xa tiến đến cũng thấy tình hình không ổn chuẩn bị bỏ chạy nhưng tốc độ bỏ chạy của chúng sao có thể bằng yêu vương lý hạo truy đuổi yêu vương không có kết quả lập tức truyền tiên lực vào long tiêu toàn lực giết về phía chúng phi đoạn phối hợp với thuộc tính tàng cung đồng thời bố trí nhiều ám tiến chung quanh khi những yêu ma tam bất hủ cảnh này bỏ chạy đụng phải ám tuyến lập tức bị cuốn chặt xết chết tệ thể còn mang lại cho lý hạo rất nhiều kinh nghiệm thả câu tha mạng đại yêu ma tam bất hủ cảnh run rẩy cầu xin trước mặt lý hạo lý hạo không để ý long tiêu kiếm bay qua đâm xuyên những yêu ma này những đại yêu ma này không quản lại đều xá xa, xa xôi đến báo thủ không ngờ lại có kết cục như vậy đến chết vẫn còn hối hận và bi phẫn lý hạo điều khiển long tiêu kiếm toàn lực truy đuổi những yêu ma trong phạm vi trăm dặm rất nhanh đã quét sạch tất cả sinh vật sống có thể nhìn thấy gần nó. Thả ra ám tuyến, Lý Hạo dùng chúng cuốn chặt vào sâu chuỗi những xác yêu ma này lại, thi thể của vại quật quỷ nương, trong cơ thể nó có vô số tay chân giống như âm hồn. Trông vô cùng đáng sợ, cũng bị hắn sâu chuỗi vào ám tuyến, Những ám tuyến này kéo theo vô số xác yêu ma, như một giải lộ bay pháp phới, tỏa ra hơi thở tử vong. Xa xa có một con điều yêu của thiên cơ điện ẩn núp trong đám mây, len thấy cảnh này, run rẩy, nó chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy cảnh tượng này đối với yêu ma mà nói giống như một con yêu ma tấn công thành trì của liên tộc bóp nát vô số xác chết của nhân tộc rồi buộc vào thắt lưng quần vô cùng dữ tợn và đáng sợ lúc này trong mắt chúng lý hạo giống như một con yêu ma như vậy đa sợ đến cực điểm tiêu vương còn không cản được xong rồi xong rồi điều yêu của thiên cơ điện kinh hoàng lặng lẽ chuyển đi tung tích của lý hạo lý hạo bay vút qua nhìn thấy những ngọn núi trống trải yêu ma bên trong đã sớm bỏ trốn cái gì nhân tộc xâm lược vào miệng thì có ngươi nói xâm lược giết chết yêu vương nhiều yêu ma nghe được tin tức của thiên cơ điện lúc đầu còn không tin khi biết được đối phương đã giết chết yêu vương tất cả đều sợ hãi đến kinh hồn bạt phía. có kẻ vội vàng thu dọn đồ đặc bỏ chạy cũng có số ít nửa tin nửa ngờ dựa vào bản lĩnh của mình ẩn núp gần hang động muốn lấy xem thử nhân tộc kia thật giả ra sao nhưng chính suy nghĩ này đã khiến chúng phải trả giá bằng mạng sống trong một hồ nước trên núi cách đó 500 dặm một nam nhân trung niên to béo nằm giữa hồ bên cạnh là những mỹ nhân ngư yêu vây quanh đang vui vẻ đột nhiên một con phi điều bay tới vội vàng nói bài kiến uyên hồ đại nhân ồ, nam nhân trùng niên to béo hơi nhướng mày nhận ra đó là điều yêu của thiên cơ điện lười biếng nói có chuyện gì nguyên hồ đại nhân xin lại nhanh chóng rời đi có một thiếu niên nhân tộc đang đến đây đang giết yêu mà. phi điều vội vàng nói ồ chương 446, nếu đánh không lại lý hạo thì giết lý thiên cường trước nam nhân trùng niên to béo sửng sốt sau đó bật cười ngươi có biết mình đang nói gì không ngươi bảo ta rời đi thiếu niên đó vừa giao thủ với ba yêu vương phượng sơn quân và thôn thiên ma tổ đều bại trận vạ quật quỷ nương chết thảm dưới tay hắn xin đại nhân đừng coi thường phi điểu vội vàng nói nụ cười trên mặt nam nhân trung niên to béo lập tức cứng đờ sắc mặt trở nên nghiêm trọng danh hiệu của phượng sơn quân và thôn thiên ma tổ hắn cũng từng nghe qua đều bại dưới tay thiếu niên nhân tộc đó sao hắn là ai từ khi nào nhân tộc lại có người trẻ tuổi xuất chúng như vậy chẳng lẽ là đệ tử của chân nhân nam nhân trùng niên to béo hỏi không phải thiếu niên đó là hạo thiên thiếu tướng của thiên môn quan là thiếu gia của lý gia lý gia nam nhân trùng niên to béo nhíu mày hắn cũng hiểu biết một chút về phủ thần tướng của đại vũ thần chiều như hắn ẩn cư ở địa bàn yêu ma nhiều năm không tiếp cận triều đình cũng không mấy quan tâm ở đây làm sơn đại vương sống những ngày tháng thoải mái của mình đại nhân xin ngài nhanh chóng rời đi tránh mất mạng phi điều vội vàng nói sắc mặt nam nhân trung niên to béo khó coi hắn ở trong hồ nước này đã hàng nghìn năm vậy mà lại bị một tiểu tử nhân tộc đuổi đi đã vậy còn chưa từng gặp mặt hắn là yêu vương từ bao giờ lại không có uy nghiêm như thế chứ thật là vô lý nam nhân trung niên to béo tức giận nhưng tin tức của thiên cơ điện sẽ không sai cũng không dám lừa hắn hắn hít sâu một hơi lập tức tập hợp những người yêu chung quanh nói các ái phi các hài nhi đều đến đây tạm thời giới đi cùng ta đi thì đi hắn thi triển yêu thuật thông báo cho một số tiểu ngư yêu bình thường để chúng ở lại quan sát tình hình. Sau đó, hắn dẫn theo cả gia đình yêu ma bay khỏi nơi này. Không lâu sau khi nam nhân chúng niên to béo rời đi, bóng giang Lý Hạo bay tới, thấy một hồ nước, thân hồn Lý Hạo xông vào, phát hiện bên trong có hang động của yêu ma. Được xây dựng dưới đáy hồ, vô cùng xa hoa. Khảm nạm rất nhiều châu báu, trong khe rãnh sâu ở trong và ngoài hồ, còn có rất nhiều xương cốt của yêu ma và nhân tộc. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, thân hồn biến thành thiên địa pháp tướng, như một người khổng lồ uy nghiêm đứng trong hồ hai cánh tay khuấy động khiến nước hồ dâm cao ngàn trượng chân sát tất cả tiểu yêu và tôm cá trong đó hắn dùng hai cánh tay múc nước hồ hát đi sau đó chuyển đến hai ngọn núi lớn từ gần nó lấp đầy hồ nước này khiến nước hồ tràn ra khắp nơi để lại một vùng đất hoang tàn rồi mới tiếp tục tiến về phía trước hắn đi đến đâu san bằng núi non lấp đầy ao hồ đến đó dọc đường để lại những vết tích phá hoại khủng khiếp trên mặt đất đầy thương tích phá hủy vùng đất yêu man này nơi hắn đi qua như vó ngựa sắc cay nát ngàn dặm đất hoang số lượng phi điểu của thiên cơ điện có hạn chúng chỉ báo cho những yêu ma có tu vi cao những yêu ma cảnh giới thấp như yêu ma thiên nhân cảnh thậm chí còn không kịp báo còn một số tộc yêu ma nhỏ hơn thì trực tiếp bỏ qua mà những tộc yêu ma này vẫn đang hử lạc thì thấy trên bầu trời có thiếu niên bay đến phía sau thiếu niên những thi thể yêu ma nối đuôi nhau tựa như mổ con diều trông vô cùng đáng sợ khi những yêu ma này nhận ra muốn chạy trốn thì đã quá muộn bị kiếm khí do Lý Hạo dùng một ngón tay ấn ra xuyên thủng, để lại xác chết đầy đất. Rất nhiều yêu ma bỏ mạng, bỏ chạy, trốn đến nơi khác. Theo sự tiến công không ngừng của Lý Hạo, phi điều của Thiên Cơ Điện phát hiện, khu vực Lý Hạo quét sạch không phải là không có mục đích, mà lấy thành Thiên Môn Quan làm gốc, tỏa ra theo hình quạt, những nơi xa hơn theo chiều ngang thì thiếu niên không tiến vào. Hắn đang quét sạch lãnh địa yêu ma bên ngoài Thiên Môn Quan, phi điều của Thiên Cơ Điện nhanh chóng hiểu được ý đồ của thiếu niên nhưng trong lòng vừa kinh vừa sợ, mặc dù chỉ quét sạch khu vực phản chiếu của thành thiên môn quan nhưng phạm vi quét sạch này quá rộng đã cách thiên môn quan 4 năm nghìn dặm dọc đường lý hạo đi qua hắn đã liên tiếp đuổi đi ba yêu vương phá hủy xào huyệt của chúng những yêu vương này nhận được tin tức từ thiên cơ điện chỉ có thể kìm nén cơn giận tạm thời rời khỏi xào huyệt của mình định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ quay lại xem xét mà động tĩnh kinh thiên động địa ở đây cũng chuyển đến nơi xa hơn ba thế lực tiêu ma lớn tập hợp bên ngoài lương châu đều nhận được tin tức từ thiên cơ điện thiên cơ điện ở lương châu này thiếu người tổng điện thiên cơ điện lại phái thêm một nhóm đồng thời chia ra ba đường chuyên ở lại bên ngoài thiên muôn quan giám sát tình hình ở đó sự đối đãi như vậy chỉ đứng sau năm phủ thần tướng vậy mà thiếu niên đó lại có thể giết chết yêu vương hắn mới bao nhiêu tuổi không phải mới 14 tuổi thôi sao trước đó ở thanh châu mới bước vào thiên nhân cảnh sao chỉ trong chớp mắt đã có thể giết chết yêu vương rồi ba thế lực yêu ma lớn bộ lương châu sau khi biết tin đều cảm thấy chấn động tuy nhiên khi biết thiếu niên đó chỉ quét sạch khu vực bên ngoài thiên môn quan bọn họ mới hơi thở phào nhẹ nhõm chương 447, trăm đều đánh không lại lý hạo thì giết lý thiên cương trước hai ngay sau đó lại nghĩ đến thiếu niên đó và cha hắn cuộc đại chiến ở thanh châu có lẽ tin tức ấy là thật nếu không thì lý ra không cần phải bày ra âm mưu để một vụ bê bối như thế đổ lên đầu mình nếu thiếu niên đó thực sự chỉ tân thủ giao ước thì việc chúng ta tấn công lương châu hẳn là không ảnh hưởng nhiều đến hắn hay là chúng ta bắt đầu từ phía đông ngương châu trước đánh không lại hải tử đó thì giết chết cha hắn trước được dù sao ta cũng thấy lý thiên cương không vừa mắt cùng lũ chó đó thủ chặt ở yến châu khiến chúng ta tổn thất trảm trọng ba thế lực yêu ma lớn đều đang bí mật bàn bạc đại trưởng lão long môn của ta một năm nữa mới xuất quan một năm nữa rồi hắn xem xét trước tiên hãy làm cho chúng bối rối chúng ta giả vừa tấn công để chúng tưởng rằng chúng ta cố tình kéo dài không có ý định tấn công thực sự ba thế lực lớn đang bàn bạc còn một bên khác phượng dương quân và thôn thiên ma tổ bỏ chạy trước đó đã bị thương rất nặng thôn thiên ma tổ bị thương nghiêm trọng mặc dù bảo toàn được mạng sống nhưng sau khi thoát khỏi cái chết thân lớn lực lượng đã bị tước đoạt cảnh giới tụt xuống tam bất hủ cảnh cần một thời gian tích lũy lực lượng nó mới có thể trở lại làm yêu vương nó muốn trả thù nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn còn phượng sơn quân trốn thoát chỉ bị thương dưỡng vài ngày là có thể lành nghe tin yêu ma lương châu tập hợp lập tức chạy đến đó muốn giào la và tìm hiểu hy vọng có thể mượn thế lực của những yêu ma này để trả thù Lý Hạo một đường ngang dọc, chết vô số yêu ma. Hắn ngồi trên một đỉnh núi, xung quanh đầy rẫy tàn tích, nhìn sao trăng trên đỉnh đầu, Lý Hạo biết mình nên quay về rồi. Quét sạch một khoảng cách xa như vậy, cũng gần đủ rồi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Lý Hạo kéo lê vô số xác yêu ma quay về. Trên đường trở về, trong số những xác yêu ma đã giết trước đó, hắn lại chọn ra một số xác yêu ma có tu vi cao hơn, sau lại mang đi. Sau khi Lý Hạo rời khỏi, những phi điều của thiên cơ điện âm thầm theo dõi dọc đường vô cùng mừng rỡ lập tức thông báo cho những yêu vương và đại yêu ma đã trốn thoát cuối cùng tên sát tinh kia cũng đi rồi những yêu ma này vừa ấm ức vừa thở phào nhẹ nhõm lập tức quay về sao huyệt của mình kết quả khi chúng quay về lãnh địa lại phát hiện lãnh địa đã bị phá hủy tan hoang căn bản không còn thích hợp để ở nữa yêu vương uyên hồ trở về sơn hồ của mình mặc dù ấm ức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cho qua kết quả nhìn thấy hai đỉnh núi san bằng sơn hồ của mình tiểu yêu trong hồ đều chết thảm hắn tức đến nỗi suýt nữa thì thổ huyết ta ha, ha ta muốn báo thủ yêu vương uyên hồ gào lên giận dữ hai yêu vương khác cũng có tâm trạng giống hắn chúng nhẫn nhịn cơn giận ngút trời từ thiên cơ điện giò la được tin tức chạy đến ba thế lực yêu ma lớn ở biên giới lương châu nguyện ý tạm thời đầu quân gia nhập thiên môn quan thành thương nhai trận pháp trên thành trì đã xây dựng xong từng đội quân huyết sát và các võ giả tự nguyện ở lại tuần tra động tĩnh của yêu ma khắp nơi trên đầu thành lý hồng trang mặc một bộ chiến giáp đỏ tươi bước lên đầu thành Nàng ngóng nhìn đường chân trời bên ngoài quan ải, may nhíu chặt. Đã hai ngày rồi, sao hai tử này vẫn chưa về? Nàng lo lắng trong lòng, mặc dù ba yêu vương kia bị trấn yêu ti truy nã. Thân lớn đã trốn khỏi sao huyệt như không thể đảm bảo chúng sẽ không ẩn núp ở gần đó. Bị Lý Hạo đụng phải, hai bên có mối thù sâu như huyết hải. Bên ngoài quan ải lại là địa bàn của yêu ma, vô cùng hung hiểm. Lý giá, suy nghĩ hồi lâu, Lý Hồng Cha đột nhiên lên tiếng, gọi pho tướng của mình nàng định phái một kỵ binh tinh nhuệ đi do chám tình hình sao huyệt của ba yêu vương kia một phó tướng trung niên nghe vậy liền đi về phía nàng nhưng đột nhiên từ xa chuyển đến từng trận tiếng kinh hô phó tướng và lý hồng trang như phản xạ có điều kiện cơ thể đột nhiên căng thẳng đồng thời nhìn về phía tiếng kinh hô sau đó theo ánh mắt của tướng sĩ bên kia nhìn về phía đông bên ngoài quan ải chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm bên kia xuất hiện một chấm đen dần dần mở rộng như một ngọn núi lơ lửng bay tới tiêu ma tấn công sắc mặt lý hồng trang hơi biến tiến lên vài bước long bàn tay ấn vào tường gạch đầu thành chăm chú nhìn đợi đến khi tầm mắt thu lại nhìn rõ hình dạng của bóng đen đó biểu cảm ngương trọng của nàng đột nhiên biến thành đỡ đẫn hạo hạo nhi gút lý hạo bay về phía trong quan lại phía sau là vô số thi thể yêu ma bị dây câu quấn quanh kéo lê như diều lơ lửng ở vị trí dưới chân táo căng dây câu nhìn thấy tường thành bên trong quan ải lý hạo có cảm giác đã lâu không gặp tăng tốc bay tới sau khi lý hạo trở lại vô số tướng sĩ trên tường thành cũng nhìn rõ cảnh tượng kinh hoàng này vừa kinh ngạc vừa không khỏi bật ra từng trận kinh hô là hạo thiên thiếu tướng đây đây đều là yêu ma do thiếu tướng giết chết trời a à, những yêu ma này đều là tam bất hủ cảnh sao mà nhiều thế này chương 448, ta sẽ xuống núi tướng sĩ của quân huyết sát còn khá kiềm chế những võ giả đến tăng viện thì không ngừng kinh hô đại yêu ma tam bất hủ cảnh ngày thường khó hoặc đây chính là sự tồn tại có thể khuynh đảo một phương có thể chấn giữ lãnh thổ hàng trăm dặm thậm chí hàng nghìn dặm, vô cùng hiếm thấy. Lúc này, chúng lại giống như một mẻ lưới đánh cá. Bị Lý Hạo thả câu trên không trung, tất cả đều bị giết chết. Cho Lý Hạo trở về, toàn thành đều nhận được tin tức, nghe nói Lý Hạo đã giết chết rất nhiều đại yêu ma. Mọi người đều phấn khích chạy đến, Lý Hạo trở về thành, đặt những thi thể yêu ma này vào bãi đất trống mà trước đó đã để thi thể hắc ô yêu vương. Đợi đến khi nhìn thấy Lý Hồng Trang phi ngựa đến, Lý Hạo cười cười, nói với nàng, giúp ta trông coi một chút lúc nào rảnh thì cho mọi người thêm đồ ăn. Lý Hồng Trang mẩn ra một chút, sau đó kinh ngạc nói: những thứ này đều là do ngươi săn giết, ngươi, ngươi đã đi xa đến mức nào? Không xa lắm, chỉ đi dạo bên ngoài thôi. Lý Hạo tùy tiện đáp. Lý Hồng Trang nghi ngờ nhìn hắn, không xa mà có thể vập nhiều đại yêu ma như thế sao? nàng nghi ngờ, chắc chắn Lý Hạo không chỉ đến xào huyệt của ba yêu vương cách đó ngàn dặm mà còn đi đến nơi xa hơn. Ngươi đã đến xào huyệt của ba yêu vương đó xưa Có phải đã chống không rồi không? nàng hỏi. Lý Hạo gật đầu, đều đã chạy rồi. Lý Hồng Trang thở phào nhẹ nhõm, nói. Chạy rồi cũng tốt, ngươi không sao là được rồi, thiên tư của ngươi lợi hại như thế. Hà tất phải đi mạo hiểm lúc này, đợi ngươi khổ tu người năm, chắc chắn có thể bước vào tứ lập cảnh. Đến lúc đó đi sông sáo cũng không muộn. Nàng rất tin tưởng vào Lý Hạo, 10 năm sau bước vào tứ lập cảnh, Lý Hạo cũng mới 24 tuổi, vẫn vượt xa người khác, phá vỡ kỷ lục. Dù sao thì, cần lớn mọi người có thể bước vào tam bất hủ cảnh ở tuổi 24 đều đủ để cười tai toét có thể gọi là thiên tài đỉnh cao gần đây nàng mới biết phụ thân của lý hạo vị thất ca của mình thiên tư cũng rất cao 15 tuổi đã bước vào tam bất hủ cảnh như vậy có thể thấy nếu 24 tuổi có thể bước vào tứ lập cảnh thì sẽ kinh diễm đến mức nào lý hạo nghe nàng nói không khỏi nhìn nàng một cách kỳ lạ vì cô cô này đang nguyền rủa mình sao 10 năm sau mới bước vào tứ lập cảnh lời người thật độc ác ta hơi mệt đi nghỉ ngơi trước đây lý hạo nói lý hồng trang phản ứng lại nhìn thấy quần áo rách nát trên người lý hạo sắc mặt không khỏi biến đổi hỏi ngươi bị thương nặng cuộn hơi nặng lý hạo nói cần ngủ ngon hai ngày tạm biệt lý hồng trang lý hạo trở về tiểu viện có hàng rào nhìn thấy nhậm thiên thiên đi tới lập tức nhận ra khí tức trong cơ thể nàng đã thay đổi toàn thân có cảm giác thần quang nội liễm bước vào thần du cảnh rồi sao lý hạo cười húi nhậm thiên thiên nhỏ hơn hắn một tuổi hiện tại mới 13 tuổi bước vào thần du cảnh tốc độ tu luyện này cũng coi như không tệ Cần lớn các yêu nghiệt thiên tư chiến thể cửu đảng, bái nhập thế lực lớn, cũng chỉ 14 tuổi thần du cảnh, 16 tuổi thập ngũ lý cảnh, về sau thì phải xem thiên tư. Mộ tính cao, 18-19 tuổi bước vào thiên nhân cảnh, vẫn duy trì tốc độ đột phá cảnh giới như thế trẻ tre, có thể gọi là thiên kiêu. Mộ tính kém, có lẽ phải đến ba 30 tuổi mới có thể bước vào. Kém hơn nữa, có thể là 4-50 tuổi, thiếu gia ngài không bị thương chứ. Nhận thiên thiên lại khẽ kinh hộp. Nhìn quần áo rách nát trên người Lý Hạo, trong mắt tràn đầy đau lòng và lo lắng, Lý Hạo cười cười, đưa thanh kiếm trong tay cho nàng, nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, đã lành từ lâu rồi, tìm cho ta một bộ quần áo mới là được." Nhậm Thiên Thiên nhận lấy Long Tiêu kiếm, nghe Lý Hạo nói, lại nhìn cơ thể chân trụi của Lý Hạo, quả thực không thấy vết thương nào, mới hơi yên tâm, nói: "Ta sẽ đi tìm cho ngài ngay." Sau đó nàng ôm kiếm chạy về phòng trong tiểu viện. Lý Hạo đến phòng trà trong viện, cầm ấm trà lắc lắc, thấy bên trong có nước trực tiếp ngậm miệng ấm uống hai ngày chiến đấu chém giết cũng hơi khát nước không lâu sau đợi nhậm thiên thiên ôm quần áo mới chạy đến lý hạo nhận lấy sau đó đi đến phòng tắm đợi tắm rửa sạch sẽ gội sạch cả những vết máu trên tóc thay quần áo mới đi ra lại là một thân sảng khoái tiêu sái tiểu bạch hồ canh giữ ngoài cửa lý hạo cuốn người bế nó lên xoa xoa cái đầu lông xù của nó sau đó đi đến phòng trà lại pha đầy một ấm trà nóng cười nói thông lão dùng chút không ta không dùng đâu bây giờ trong thành người đông mắt tạp giọng của phong lão truyền đến bên vai nụ cười trên mặt lý hạo hơi thu lại nhưng hắn im lặng một lát rồi bưng ấm trà và bàn trà để nhậm thiên thiên và tiểu bạch ở trong sân làm việc của mình sau đó ngự không bay ra đến một ngọn núi không xa ngoài thành bây giờ không có ai rồi lý hạo bày bàn trà tự tay pha trà làm động tác mời tiểu tử này thân ảnh của phong ba bình hiện ra như một cơn gió nhẹ thoảng qua rơi xuống đối diện bàn trà lão gia tử ta không thiếu một ngụm trà này đâu Phong Ba Bình nói, vẫn bưng chén trà lên uống cạn, trên mặt đầy ý cười và vui mừng. Chương bốn bốn mươi chín, ta sẽ xuống núi hai, nhưng ta thiếu. Lý Hạo đáp, sau đó hắn cũng rót cho mình một chén đầy, ngồi trên đỉnh núi, gió lạnh thổi vào mặt nhưng bị Thái thượng thể của hắn tự động ngăn cách, không xâm phạm được chút nào. Cộng thêm chân lực bao phủ ấm trà, khiến nước trà không dễ nguội. Sắp vào xuân rồi, Phong Ba Bình nhìn về phía thiên địa trước mặt, nhẹ nhàng thở ra, trong miệng mang theo hơi nóng của trà. Lý Hạo gật đầu, đại chiến kết thúc cả hai đều hiếm khi được thư giãn cùng nhau uống rượu có chút thoải mái yên tĩnh đợi âm trả rỗng lý hạo mới đứng dậy cáo biệt phòng lão trở về tiểu viện có hàng rào nhậm thiên thiền luyện kiếm một lúc thấy lý hạo trở về liền nhanh chóng chạy đến hỏi thiếu ra hai ngày nay ngài đi rất xa sao không xa lắm chỉ vài nhìn dặn lý hạo cười nói Ông tiểu bạch hồ nhảy vào lòng thì thấy màu đỏ sẫm trong mắt nó đã dần biến mất tinh thần cũng tốt hơn một chút so với trước nhậm thiên thiền hơi lẻ lưỡi sau đó buồn bã nói kiếu ra lai đã leo lên đỉnh núi rồi không biết đến bao giờ ta mới có thể đuổi kịp bước chân của ngài tốc độ tu luyện hiện tại của nàng mặc dù được coi là nhanh nhưng so với lý hạo thì kém xa nàng lo lắng sau này sẽ ít được tham gia vào hành động của lý hạo hơn khoảng cách giữa hai người ngày càng xa không cần đuổi theo lý hạo mỉm cười đáp ta sẽ xuống núi thăm ngươi Những thiên thiên hơi sửng sốt không khỏi nhìn lý hạo trong mắt lóe lên tia sáng không lâu sau khi lý hạo trở về rất nhiều võ giả đã đến tiểu viện có hàng rào tiếng nói ồn ào lý hạo tìm hiểu mới biết họ muốn gia nhập quân đội nhưng bọn họ không muốn gia nhập quân huyết sát của lý hồng trang mà muốn gia nhập dưới trướng của lý hạo lý hạo cũng không phản đối điều này vị bệ hạ kia phong tứ cho hắn hắn cũng có quyền chiêu mộ quân đội chỉ là quy mô có hạn nhưng để dung nạp những võ giả tăng viện này thì cũng dư giả dù sao thì số lượng võ giả còn lại hiện tại chỉ còn một hai người người trong đó chỉ có bảy tám trăm người đồng ý đến đi lính lý hạo lập tức kéo một chiếc ghế đầu ở trong tiểu viện có hàng rào để nhậm ương khiêm phụ trách ghi chép còn hắn thì bảo những người này lần lượt bước lên thể hiện tài năng căn cứ vào cảnh giới tu vi và tài năng riêng biệt để phân chia các chức vụ khác nhau có người thích hợp so tháng có người thích hợp sung phong tuyến đầu có người thích hợp vào đội nấu an giúp hắn phụ việc từng ngày từng tháng trôi qua trong khoảng thời gian vui vẻ nhàn nhã như thế tây cảnh lương châu trên tường thành cao trăm trượng những tướng sĩ mặc giáp đen đứng thành hàng nghiêm trang cảnh giác trong thành nhiều loại vũ khí chiến tranh cỡ lớn đang được lắp ráp, còn có những con long tượng và giao sư to lớn. Tán những cỗ xe chiến tranh lớn như lầu nhỏ, bên trong chất đầy tên, vũ khí và lương thực. Trong danh trại, mọi người đều làm nhiệm vụ của mình, tuần tra và canh gác. Lần lượt có những chiến ưng từ ngoài quan ai bay về danh trại, mang về tin tức trinh sát. Lạ thật, những yêu ma này lại không có động tĩnh gì. Trong danh trại, Lý Huyền Lễ ngồi trên thế tướng, nhíu mày trầm tư. Tin tức trinh sát phát hiện ra rằng đám yêu ma cách đó 800 dặm đã rút lui về phía đông trước đó đám yêu ma này đã quanh quần ở tây cảnh rất lâu thỉnh thoảng lại tấn công bên trong có ba con đại yêu ma tam bất hủ cảnh ẩn núp hành động như cố ý chọc giận bọn họ dù bọn họ vượt qua phòng tuyến truy kích nhưng hắn không mắc mưu giờ đây đám yêu ma này lại chọn rút lui có chút đột ngột kết hợp với những tin tức tình báo khác liệu có phải khả năng yêu ma tấn công bên ngoài lương châu thực sự chỉ là một cái cớ mục đích của chúng là kiềm chế lực lượng quân đội lý gia của bọn họ cha một bóng người chạy vào lều danh trại chính là lý vô song nhìn thấy nữ nhi bảo bối đôi mày nhíu chặt của Lý Huyền Lễ giãn ra cười nhẹ nói trước đó ở bên ngoài phòng Tuyến nghe nói ngươi đã dẫn đội tiêu diệt một đám yêu ma cái nào cảm giác ra sao nói đến chuyện này Lý vô song lập tức không vui nói đều là một đám tiểu yêu mà thôi Lý Huyền Lễ thầm cười nếu không biết là tiểu yêu cũng không để ngươi ra tay đâu mặc dù là tiểu yêu nhưng cũng không thể truy đuổi quá sâu ngươi phải biết rằng trong danh trại quân luật như núi yêu ma xảo quyệt vừa xa sức tưởng tượng của ngươi, đặc biệt là loại yêu ma xâm phạm biên giới này, đều đằng sau có quân sư chỉ huy, phải coi như mấy con quỷ xảo quyệt mà đối đãi. Lý Huyền Lễ dạy bảo, ta biết. Lý vô song nói, ta đến tìm ngươi chính là để nói chuyện này. Ta đã moi được tin tức từ miệng một con tiểu yêu ma, chúng chỉ giả vờ tấn công, thực tế đã rút lui rồi. Hừ, Lý Huyền Lễ nhướng mày, nói, vậy tiểu yêu ma đó đã bị ngươi hỏi ra như thế nào? Trước đó ta đã đến phòng hình, họp được một số thứ. Lý Vô Song đam. Lý Huyền Lễ sừng sốt, cười khổ nói: "Ngươi là tiểu thư thế gia, đến phòng hình làm gì? Ở đó bẩn thỉu lắm. Tuy nhiên, chuyện này phải bàn bạc thêm, ta sẽ điều tra thêm xem sao. Còn phải điều tra sao?" Lý Vô Song kinh ngạc: "Tất nhiên." Chương 450: Tiêu Ma bái phòng. Lý Huyền Lễ không vui nói: "Đám tiểu yêu ma mà ta bảo ngươi đi giết, cao nhất cũng chỉ là thần du cảnh, loại yêu ma cấp độ này" làm sao có thể biết được kế hoạch chiến đấu gì đánh nhau thì đều là pháo hôi chúng chỉ biết được trừ khi là những đại yêu ma cố ý để chúng biết Lý vô song sừng sốt cha tí của ngươi là đây là kế trong kế Lý Huyền Lễ khẽ gật đầu nhưng cũng có thể cho rằng ta lo ra tóm lại ta sẽ điều tra thêm ngươi cứ yên tâm đi nghỉ ngươi là được vâng ạ à. Lý vô song thấy vậy đành phải gật đầu rời đi sau khi nàng rời đi sắc mặt Lý Huyền Lễ trở nên nghiêm túc hắn trầm ngâm một lát gọi thị tướng tùy thân đến bảo hắn viết hai bức thư một bức gửi đến thanh châu bảo thanh châu nhất định phải đề phòng hành động của yêu ma một bức thì gửi đến lý thiên cương ở đông cảnh nếu yêu ma ngụy trang mục tiêu của chúng chính là thanh châu nếu thực sự tấn công lần rút lui này có khả năng là tấn công đông cảnh không biết tình hình bên thiên cương thế nào ánh mắt hắn lóe lên đột nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện bảo thị tướng viết thêm một bức thư nữa gửi đến thiên môi quan hai từ ấy mặc dù bên đó vừa đuổi ba yêu vương đi nhưng yêu vương này ôm hận trong lòng rất có thể sẽ chút cơn giận này lên lương châu cũng có thể sẽ câu kết với yêu vương khác đi tấn công thiên môn quan tung tích của long môn đã lộ ra thành cung và lý gia có mối thù cũ nhiều năm cũng có thể sẽ phái người đến phải nhắc hắn cẩn thận lương châu chiến tuyến đông cảnh trường thành đen kịt kéo dài vô tận bao phủ toàn bộ chiến tuyến cách thành sáu trăm dặm hai bóng người lao đến khi tức trên người thu lại một người mặc trường bào màu đỏ tiến lộng lẫy mặt mày như ngọc, tân tú và cao quý. Ngươi còn lại thì mặc áo choàng đen, đội ngũ trùng đầu, toàn thân chìm trong bóng tối. Phía trước chính là nơi Lý Thiên Cương chấn thủ. Ngươi áo đen trầm giọng nói, Phượng Sơn Quân, ta biết ngươi muốn báo thù nhưng cho dù ngươi xông lên ngay bây giờ, cũng chưa chắc đã giết được Lý Thiên Cương. Ngươi biên cảnh này có pháp trận, với thực lực của chúng ta vẫn chưa thể dễ dàng phá vỡ. Ngược lại, cuộc tấn công lần này sẽ kinh động đến bọn họ, đánh rắn động cỏ, người nam tử mặc áo choàng đỏ tiến lộng lẫy kia chính là phượng sơn quân đã trốn thoát khỏi tay lý hạo đôi mắt hắn như ngọn lửa vàng rực cháy xuyên qua hư không nhìn thấy danh trại bên trong phòng tuyến trong mắt tràn đầy sát khí ta biết ta đã hứa với các ngươi sẽ không dễ dàng phá hỏng kế hoạch của các ngươi nghe vậy người áo đen hơi thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nói phượng sơn quân cũng không cần vội một năm sau lão tộc trưởng của ta xuất quan tự nhiên sẽ săn bằng lương châu này đến lúc báo có thể tiện thể giúp ngươi thu thập tên tiểu tử đó phương sơn quân lạnh lùng nói thu thập tên tiểu tử đó thì tính sao lý thiên cương phải giao cho ta tự tay giày vò đến chết không vấn đề gì người áo đen cười đáp ứng phương sơn quân nhìn sâu vào phòng tuyến xa xa trong lòng cam phẫn nhưng vẫn kìm nén được bên kia là đại quân lý gia chỉ bằng bọn họ nhất thời nửa khắc chưa chắc đã phá trận được bên trong thiên muôn quan có bảy trăm người tình nguyện nhập ngũ nguyện chấn thủ thành thương nhai trấn thủ quan ải này lý hạo thu nhận bọn họ sau khi đăng ký sẽ nộp sổ hộ khẩu cho Tổng đốc quân bộ Lương Châu, tức là Ngũ Ba Lý Huyền Lễ, hắn được lệnh trấn thủ Lương Châu, cũng tiếp nhận trở thành Tổng đốc quân bộ ở đây. Có quyền điều động binh lực của các thành trong Lương Châu, bao gồm cả vệ thành của các thành trì, dưới một tờ lệnh điều động của hắn, đều phải tuân thủ vô điều kiện. Sổ danh sách này cần phải nhập và kiểm tra, nếu không những tướng sĩ này tử trận, không có lý hạo ra mặt, sẽ không có ai thay họ thu xác. Lập bia phát công. Chỉ có thể coi là hiệp khách tử trận, cô hồn dã quỷ trở về không lâu lý hạo liền tiếp đón vị lão giả là tinh tù quan dưới sự hộ tống của hắn mở ra pháp trận kiểm tra thành thương nhai này đây là tòa thành biên cảnh pháp trận cấp bậc ngũ huyền tinh trận bên trong phong tỏa năm con đại yêu ma chiến hồn tam bất hủ đỉnh phong lại mượn lực lượng của tinh tú thiên địa tăng cường chúng miễn cưỡng có thể sánh ngang với chiến lực của hai yêu vương đạo tâm cảnh đơn độc phòng thủ một yêu vương tấn công không phải chuyện khó ít nhất có thể kiên trì nửa ngày mài ra toàn bộ tướng sĩ trong thành cũng có thể truyền lực lượng vào pháp trận tăng cường uy lực của chiến hồn, còn có thể mượn lực lượng từ pháp trận để chiến hồn bên trong gia trì cho bản thân, tăng cường chiến lực của chủ tướng ở mức độ lớn nhất. Mời thiếu tướng kiểm tra, cho pháp trận kích hoạt khởi động. Lý Hạo nhìn thấy năm hư ảnh chiến hồn của đại yêu ma từ khắp nơi trong thành hiện ra, lần lượt là bốn bức tường thành và trung tâm thành. Những chiến hồn này đều là vật tiêu hao của pháp trận, cũng là thành quả chiến đấu tích lũy hàng trăm năm của hoàng thất. Lý Hạo bay ra khỏi thành, nhìn thấy toàn thành đều được pháp trận bao phủ, dù tấn công từ bất kỳ nơi nào, Năm con yêu ma đều có thể mượn lực lượng của pháp trận, trong nháy mắt đã đến một nơi, đồng thời phát động tấn công, chương 451, yêu ma bái phòng hai, vậy ta thể nghiệm đơn giản một chút, ly Hạo nói. Cấu tạo của pháp trận có khuyết điểm hay không, chỉ cần xem chiến hồn có thể phát huy được chiến lực tương ứng hay không là biết, Lý Hạo không dùng long tiêu kiếm, mà giơ tay ra tung một quyền, thế quyền hấp thụ lực lượng của thiên địa chung quanh, hóa thành một ấn quyền khổng lồ, trấn áp xuống, trên đầu thành lúc đầu mọi người còn đầy phấn khởi mong đợi nhưng theo thế quyền không ngừng mở rộng biểu cảm của mọi người cũng trở nên nghiêm trọng căng thẳng nào năm con yêu ma vào thét cùng nhau xông lên nhưng dưới sự trấn áp của thế quyền năm con yêu ma như thú nhỏ trên núi lai chuyển không thể cản được nửa phần của thế quyền bị áp chế liên tục lùi lại ầm ừ, ầm ầm năm chiến hồn yêu ma đều đâm vào vòng kết giới của pháp trận chấn động khiến vợn sóng ánh sáng lăn tan màu sắc của pháp trận dường như nhạt đi rất nhiều lý hạo nhanh chóng thu hồi lực lượng bay người trở về lão giả tinh tú quan ngây người nhìn lý hạo một lúc lâu sau mới phản ứng lại nói thiếu tướng quân ngươi đã dùng toàn lực chưa chưa lý hạo lắc đầu vừa rồi hắn tùy tiện tung một quyền chỉ dùng ba phần lực mà thôi lão giả tinh tú quan hơi sửng sốt ngay sau đó nhíu mày nhìn quanh những bí văn pháp trận trên tường thành lẩm bẩm không nên như vậy lý hạo cũng cảm thấy năm con đại yêu ma đó không nên yếu như vậy lập tức an ủi tiền bối nay cũng đừng vội từ từ kiểm tra lại có lẽ là có chỗ nào đó xảy ra chút vấn đề. Lão giả tinh tú quan suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng như thế, mặc dù vừa rồi Lý Hạo tấn công rất đáng sợ. Khi thế hùng hồn nhưng hắn cảm thấy cho dù Lý Hạo đặt đến tứ lập cảnh, cũng không thể dễ dàng chấn áp năm con yêu ma này, hẳn là lực lượng của pháp trận đã xảy ra vấn đề trong quá trình truyền tải. Làm phiên thiếu tướng quân rồi, ta sẽ kiểm tra lại. Lão giả tinh tú quan đắp, Hà Hương Lan nhất thời có chút thuộc dạ, chẳng lẽ là đoạn bí văn mà mình khác trước đó có vấn đề. Lý Hạo tạm biệt lão giả tinh tú quan, sau đó tìm những võ giả nhập ngũ trước đó, bảo họ đi mua một ít vải, dùng để làm quân kỳ, số lượng càng nhiều càng tốt. Ngày hôm sau, Lý Hạo nhận được tin tức từ Tổng đốc quân bộ Lương Châu, 700 người nhập biên chế đều đã thông qua. Mai ra, con nhận được thư nhà của ngũ bá, từng câu từng chữ đều quan tâm, dặn do hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng yêu vương trả thù. Lý Hạo thở dài một tiếng, cất thư nhà đi. Bảo Nhậm Thiên Thiên cất vào hộp gỗ trong phòng mình. Chiều hôm đó, một con hạc điểu bay đến trước quan ải xin cầu với tướng sĩ canh giữ nói muốn gặp lý hạo yêu nghiệt đến thăm đây là chuyện lý hạo không ngờ tới lập tức tuyên kiến yêu quạ hóa thành một hài đồng bảy tám tuổi mặc một bộ quần áo màu can nhạt đợi tướng sĩ dẫn vào trong tiểu viện có hàng rào liền nhìn thấy thiếu nữ đang luyện kiếm trong sân và thiếu niên đang ngồi trước ghế dài bên kia tùy ý vẽ tranh bên chân thiếu niên một con tiểu hồ ly đang nằm lười biếng liếc nhìn hắn thiếu niên bị nhìn đến nỗi tim đập thình thịch sắc mặt căng thẳng đi đến trước mặt lý hạo cứu thiếu tướng quân thiên cơ điện lý hạo đang vẽ lại thi thể quỷ nương ở đằng xa kiếm kinh nghiệm họa đạo không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt hoi có thần hồn ngồi xếp bằng trên cao giám sát bốn phía nhảy qua tường rào của tiểu viện lý hạo cũng có thể nhìn thấy thi thể quỷ nương xấu xí và trương phình kia thấy lý hạo chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận của mình sắc mặt nam hài hơi biến nổi hắn liếc nhìn thiếu niên có khí tức ôn hòa này rất khó liên hệ với hình ảnh hung thần của thiếu niên mà hắn đã nhìn thấy ở bên ngoài quan ải trước đó, nhưng hắn biết rằng, chỉ cần mình hơi bất cẩn thì sẽ mất mạng. Bái kiến thiếu tướng quân." Hắn cung kính hành lễ, rồi mới có chút căng thẳng nói. "Tiểu nhân phụng mệnh đến đây, trước đó ngài quét dọn bên ngoài quan ải, đã phá hủy cung điện đậu phủ của ba yêu vương, bọn họ để thiên cơ điện chúng ta đến đây hỏi thăm. Thiếu tướng quân định bồi thường như thế nào?" "Bồi thường?" Lý Hạo có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Bọn họ muốn bồi thường gì?" bọn họ hy vọng ngài có thể xin lỗi và đảm bảo sẽ không xâm phạm nữa. Đôi bên không xâm phạm lẫn nhau, như vậy thì bọn họ cũng có thể đảm bảo rằng thiên môn quan có thể bình an vô sự, để ngài chấn thủ ba năm thuận lợi. Nam Hải cung kính nói như giọng nói lại hơi run rẩy. Lý Hạo hơi nhau mắt, cười nhẹ, không ngờ bọn chúng cũng biết ta sẽ chấn thủ ở đây ba năm. Xem ra các ngươi cũng hiểu ta khá rõ, vậy thì ngươi cứ nói với bọn chúng, bồi thường thì cứ tới đây, chúng muốn gì cũng được nhưng phải đích thân đến lấy. Cái này, Nam Hải lộ vẻ khó xử, nói, thiếu tướng quân, chúng ta đang thường lượng, ngài đừng tức giận. Ngài không thể ở ở thiên môn quan mãi được, khuyên ngài nên cân nhắc lại. Lý Hạo nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên nhi chứa đựng sức mạnh vại quân, đè nặng lên người Nam Hải, khiến hắn sợ hãi đến nỗi lông vũ trên da nổi lên, gần như lộ nguyên hình. Còn thân thể của hắn thì cúi xuống, quy dạp trên mặt đất. Chương 452, cắm cờ năm ngàn dặm, thiếu tướng quân tha mạ, thiếu tướng quân tha mạ. Cái mỏ đen nhô ra của Nam Hải vội vàng cầu xin, Lý Hạo thu hồi ánh mắt, Bình Thản nói: Ta đã nói xong rồi. Muốn bồi thường thì để chúng bích thân đến đây. rụt đầu cục đuôi còn muốn bồi thường cái gì? Chẳng lẽ thiên cơ điện của các ngươi không nói cho chúng biết ta đã săn bằng sào huyệt của chúng như thế nào sao? năm Hải căng thẳng nói: Chúng ta đã nói rồi, nhưng chúng rất tức giận. Lý Hạo mắt lời hắn nói: Chẳng lẽ mục đích thực sự của ngươi khi đến đây là để thử thách sự kiên nhẫn của ta? Hay là thử thách điều gì khác? Trái tim Nam Hải đột nhiên co thắt, sợ đến mức suýt hét lên nhưng trên mặt chỉ miễn cưỡng cười nói sao có thể chứ mặc dù thiên cơ điện của chúng ta là thế lực yêu ma nhưng chưa bao giờ tham gia chiến tranh cũng có một số hợp tác với nhân tộc chúng ta chỉ giúp truyền lời thôi ồ vậy ngươi nói xem các ngươi đã hợp tác với ai ở nhân tộc của chúng ta cái này cái này thì ta không biết tu vi của ta quá thấp năm hai run rẩy đáp lý hạo lười tiếp tục diễn trò với loại vai nhỏ này lại lùng nói cút đi vâng đa tạ thiếu tướng quân đã tha mạng nam hải cảm thấy áp lực như hàn quang đâm vào lưng mình đã biến mất vội vàng bỏ dậy định rời đi chờ đã lý hạo gọi hắn lại lạnh lùng nói cứ thế mà đi tay không sao thiên thiên đưa quân kỳ của ta cho hắn nậm thiên thiên đang đứng bên cạnh nghe say sưa nghe hắn nói vậy thì sửng sốt phản ứng rất nhanh lập tức rút một lá quân kỳ ở một góc sân nén cho nam hải điều yêu này nam hải điều yêu bắt lấy căng thẳng và khó hiểu nhìn lý hạo mang theo quân kỳ của ta cút về lãnh địa yêu ma của các ngươi cắm quân kỳ của ta lên ngọn núi xa nhất mà ta đã đi đến trước đó hàn thiên cơ điện của các ngươi cũng biết đó là ngọn núi nào chứ ánh mắt lý hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam hải điểu yêu đợi lần sau ta đi tuần tra nếu thấy quân kỳ của ta đổ hoặc bị hư hỏng ta sẽ lại tắm máu toàn bộ bên ngoài quan ải một lần nữa và sẽ còn mở rộng phạm vi hơn trước ngoài ra sau này thiên cơ điện của các ngươi gặp ta cũng phải cẩn thận một chút cảm nhận được sát khí không hề che giấu của lý hạo nam hải điều yêu trợn tròn mắt sợ đến mức toàn thân run rẩy để một yêu ma như nó đi cắm quân kỳ cho thiếu niên này sao còn không được đổ hay hư hỏng phải biết rằng khoảng cách mà lý hạo đã ngang ngược đẩy lùi trước đó là năm ngàn dặm bên ngoài quan ải đó là sao huyệt của yêu ma bây giờ thiếu niên này lại muốn cắm quân kỳ của mình dưới mí mắt đầy yêu ma đó đây rõ ràng là sự sỉ nhục và đe dọa bán đạo ngang ngược kiêu ngạo lúc này trong mắt nó thiếu niên ôn hòa ấm áp đã biến mất mà là một bức tượng đấu thần thiếu niên khinh thường tám phương ngồi trước mặt mình khiến người ta phải cúi đầu run rẩy là ta biết rồi sau khi kinh ngạc thì nam hài điều yêu run rẩy đáp ứng nó biết rằng lý do duy nhất khiến nó có thể sống sót rời khỏi đây là đi hoàn thành chuyện này cho lý hạo nếu không nó sẽ không bước ra khỏi tiểu viện này được đợi đến khi nam hài điều yêu run rẩy cáo lui rời đi nhậm thiên thiên tiến lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kinh ngạc nói thiếu ra trước đó ngài đi ra ngoài quan thải đã san bằng cả sao huyệt của yêu vương ư lý hạo khẽ vật đầu thấy vẻ kinh ngạc của nàng liên cười một tiếng nói ngươi luyện kiếm cho tốt tương lai ngươi cũng có thể làm được trái tim nhậm thiên thiên đập thình thịch trong lòng cười khổ trước kia nàng chỉ muốn vượt qua tông sư mà thôi yêu vương đó là sự tồn tại của tứ lập cảnh tuy nhiên lời nói của lý hạo lại như mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn trong lòng nàng ánh mắt nàng lấp lánh cảm thấy động lực tu luyện tăng gấp bội ngay khi nàng quay người chuẩn bị nóng lòng đi luyện kiếm lý hạo lại gọi nàng lại bảo nàng tin giấy viết thư hắn muốn viết một bức thư Nhận thiên thiên ngoan ngoãn vào phòng tìm giấy viết thư Nhi hoặc hỏi Thiếu ra, bức thư này gửi cho ai vậy Gửi cho quân bộ Lương Châu Lý Hạo nói Ha, nhận thiên thiên Nhi hoặc Mối quan hệ của Lý Hạo với bên đó dường như không thân thiết lắm Yêu ma của thiên cơ điện đến đây Hẳn là để thử ta Lý Hạo vừa viết thư vừa nói Yêu vương nào đòi bồi thường Nếu chúng có thông tin đầy đủ thì yêu vương căn bản không dám nhắc đến Nào dám đe dạ Ta thấy con điều yêu này đến đây Chỉ muốn thử giới hạn của ta hoặc là thử xem ta có chấn thủ ở đây 3 năm hay không kết hợp với quân báo mà ngũ bá truyền đến trước đó trong lòng hắn ẩn ẩn có chút di đoán tuy nhiên có lẽ hắn đã suy nghĩ nhiều nhưng dù sao thì đề phòng vẫn hơn nhậm thiên thiên hơi mở to mắt lượng thông tin trong lời nói của lý hạo hơi nhiều nhất thời nàng không thể tiêu hóa hết chỉ nắm bắt được một điểm tiêu vương đối mặt với lý hạo ngay cả dũng khí để đòi bồi thường cũng không có lý hạo đã làm gì ở bên ngoài quan ải đó rất nhanh lý hạo viết xong thư đưa cho nhậm thiên thiên bảo nàng giao cho Lý Hồng Trang, người trong ngũ bá Lý Huyền Lễ. Chương 453. Cám cờ 5000 dặm 2. Làm xong những việc này, Lý Hạo liền thu hồi tâm tư, lại tiếp tục vẽ tranh. Năm hai điều yêu dưới sự chú ý của nhiều võ giả và tướng sĩ, du dày bay ra khỏi tòa thành, sau đó thẳng tiến lên trời, bay vào mây rồi bắt đầu tăng tốc, mãi đến khi bay đến cách đó 7 800 dặm mới hơi giảm tốc độ. Phía trước có mấy con phi điều đậu trên mây, chờ nó đến gần. Sau ngươi còn trộm cả một lá quân kỳ về đây? một đó có một con phi điểu màu đỏ thay đổi hình dạng hóa thành một thiếu nữ mặc váy đỏ liệng ra là quân kỳ trong tay nam hai điểu yêu chính là chiến kỳ của lý hạo không khỏi vô ngữ hỏi nam hai điểu yêu nghe vậy suýt sặc chộc ta ăn no rừng mỡ đi trộm quân kỳ của tên kia à hồ pháp đại nhân không phải ta trộm là tên kia nhét cho ta nam hai điểu yêu nói cách xương hô với thiếu niên kia cũng trực tiếp đổi thành tên kia ha thiếu nữ váy đỏ nghi hoặc nói hắn đưa quân kỳ cho ngươi làm gì bảo ta cắm lên ngọn núi hắn đã san bằng còn không được để chiến kỳ bị hư hỏng nếu không sẽ tìm thiên cơ điện của chúng ta gây phiền phước còn phải tắm máu bên ngoài quan ải một lần nữa nam hài điều yêu phẫn nộ nói thiếu nữ váy đỏ cùng ba con phi điều bên cạnh đều sửng sốt quá bá đạo rồi chứ vậy chuyện ta dẫn ngươi thì sao thử thăm dò thế nào thiếu nữ váy đỏ liếc nhìn hướng thiên môn quan sau đó truy hỏi tên kia quá tinh danh ta chỉ hơi nhắc đến suýt nữa bị hắn phát hiện năm hài điều yêu nghĩ đến những chuyện trước đó vẻ phẫn nộ trên mặt biến thành một tia sợ hãi, nói: "Nghe ý hắn, đúng là không có ý định rời khỏi thiên môn quan này. Lời hứa kia là thật." Thiếu nữ váy đỏ cao mày, bảo hắn kể lại cận kẽ sự việc. Đợi nghe xong, lông mày nàng càng nhíu chặt hơn, thiếu niên này quả nhiên là mối họa lớn của chúng ta, cũng nên cho Long môn và Thánh cung biết, không trừ bỏ mối họa như vậy, tương lai hậu họa khôn lương. Đúng vậy, năm hai điều yêu gật đầu đồng tình, nhưng xem tình hình này, hắn hẳn sẽ không dễ dàng rời khỏi Thiên môn quan, tham gia vào cuộc chiến ở Lương Châu, đến lúc đó chờ đại trưởng lão của lao môn xuất quan thu dọn hắn cùng một lúc là được thiếu nữ váy đảo nói liếc nhìn lá quân kỳ trong tay hắn nói đi thôi ngươi đi cắm lá quân kỳ này lên coi như phong một ngọn núi cho hắn truyền tin cho yêu ma chung quanh không được đến gần ngọn núi đó trước tiên hãy tránh mũi nhọn ồ vài con phi điều lập tức bay về phía xa hơn lương châu phía tây một con huyết ương bay đến danh trại đậu trên cánh tay của một phó tướng thân cận phó tướng nhận lấy bức thư cuốn trong giấy dầu mà huyết ưng nhả ra quay người nhanh chóng đưa vào trong lều giao cho lý huyền lễ thư của muội muội sao lý huyền lễ nghe phó tướng thân cận bẩm báo có chút ngoài ý muốn vừa mới gửi thư đến thiên môn quan đã nhận được hồi âm hiện nay là thời kỳ đặc biệt việc thư từ qua lại liên tục không phải là chuyện tốt dễ bị chặn lại hắn mở phong thư nhanh chóng xem qua rất nhanh sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng yêu ma có ý định tấn công lương châu làm sao ngũ nhi biết được lý huyền lễ thấy bức thư này lại là do thiếu niên kia gửi đến vừa ngoài ý muốn vừa có chút kinh ngạc trong thư không nói rõ lý do chỉ nói là suy đoán bảo hắn chú ý động tĩnh của yêu ma kết hợp với tình hình yêu ma ở bên ngoài biên giới rút lui trước đó trong lòng lý huyền lễ đột nhiên dùng mình chẳng lẽ yêu ma rút lui thực sự chỉ là giả vờ chúng không có ý định thực sự rời khỏi lương châu hắn cất thư lập tức gọi phó tướng thân cận đến để mắt đến từng cọng cỏ mọn cây bên ngoài quan ải bảo đội trinh sát trước đó đi điều tra khu vực xa hơn một chút thời gian trôi nhanh thiên môn quan thầy thương nhai sau khi nam hải điểu yêu rời đi không lâu lý hạo lại lên đường đến bên ngoài quan ải một lần nữa dọc những khu vực hắn đã quét sạch lại có yêu ma đi lang thang như mưa sau mùa xuân bị hắn thuận tay giải quyết đến một ngọn núi xa nhất lý hạo nhìn thấy lá quân kỳ mình cắm chung quanh không có yêu ma dường như đã bị phong tỏa còn thấy có chim muông bay lượn canh giữ trong bóng tối lý hạo mới hài lòng sau đó lại tuần tra một vòng từ đông sang tây. Nơi hắn đi qua, thiên cơ điện như lâm đại địch, vội vàng thông báo cho yêu ma ở khắp nơi, bảo chúng khẩn cấp tránh hiểm. Những yêu ma này vội vàng bỏ lại hang ổ chưa xây xong, bỏ chạy đi, đợi đến khi thiếu niên kia bay qua. Mới từ từ quay lại, nhưng những ngày tháng kinh hoàng này khiến một số yêu ma chịu không nổi, không thể nhẫn nhịn, đành phải chuyển đi, tìm nơi khác. Cho dù phải chen chúc với đại yêu ma ở địa bàn khác, cũng đỡ hơn là sống bất an như thế này đợi đến khi bên ngoài quan ải yên ổn lý hạo hỏi các võ giả dưới trướng đến bảo họ lợi dụng các mối quan hệ của mình truyền bá một số tin tức tìm kiếm rộng rãi các loại nghệ nhân giỏi về hội họa cờ vây mời họ đến thành thương nhai làm khách trong thời gian này lý hạo phân giải thi thể của quỳ nương cùng với những đại yêu ma khác mỗi ngày nấu nướng làm cơm cho mọi người chương 454 cắm cờ năm ngàn dặm ba kinh nghiệm của phái nhiễm đạo tăng vọt đạt đến thất đoạn đầy thanh kinh nghiệm cần 50 vạn mới có thể nâng lên bát đoạn. Một con đại yêu ma tứ lập cảnh có thể cung cấp 3 4 vạn điểm kinh nghiệm khổng lồ, đối với thanh kinh nghiệm người vạn trước đó, một con gần như bằng nửa thanh, nhưng bây giờ, chỉ chưa đến một phần người. Cậu thêm những đại yêu ma khác đều được nấu nướng giải quyết, cũng chỉ tích lũy được hơn 7 vạn kinh nghiệm. May mắn thay, việc mô phỏng những xác yêu ma này đã khiến kinh nghiệm họa đạo của Lý Hạo cũng đạt đến bình cảnh lục đoạn, chỉ cần họa tâm nhập linh là có thể nâng lên thất đoạn. Nhưng trước đó, Lý Hạo định tìm một môn nghệ thuật trước tiên ngưng luyện nhập tâm phá vỡ sự kìm kẹp tam đoạn của thân pháp như vậy hắn có thể trực tiếp cộng điểm vào lục đoạn thân pháp tăng vọt ngay cả một số đại yêu vương tứ lập cảnh cũng chưa chắc thoát khỏi được lòng bàn tay hắn lý hạo lấy một số loại vật liệu luyện khí từ trên người yêu ma cùng với long tiêu kiếm cùng đưa đến vạn khí lâu để lại chữ ký của hắn tiến hành đúc lại lần thứ hai vạn khí lâu này thuộc về thế lực bán quan gia lý hạo lại là thiếu tướng biên quan không dám tham ô đồ của hắn trận pháp do lão giả tinh tú quan chế tạo Lý Hạo lại thử thêm hai lần, đều dễ dàng trấn áp năm con đại yêu ma. Lão giả Tinh Tú Quan kiểm tra đi kiểm tra lại như không tìm ra vấn đề ở đâu, cuối cùng mới đột nhiên tỉnh ngộ, đề nghị để Lý Hồng Trang, vị tướng quân tam bất hủ đỉnh phong này đến thử nghiệm. Kết quả là, Lý Hồng Trang ở bên ngoài trận pháp, bị năm con đại yêu ma đánh cho mặt mũi bầm dập, thảm bại tháo chạy, cuối cùng mới xác định được, trận pháp không có vấn đề, vấn đề nằm ở Lý Hạo, quá mạnh thì trách ta sao. Vì vậy, lão giả Tinh Tú Quan và học trò của hắn đều cảm thấy bất lực. Trước đó khi họ kiểm tra đi kiểm tra lại, có thể nói là đã vào nát tóc nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Kết quả nguyên nhân lại không nằm ở họ, là thực lực của thiếu niên này quá mức kinh người. Ai có thể ngờ rằng, thiếu niên 14 tuổi này lại có lực lượng vượt xa cả yêu vương bình thường, lão giả tinh tú quan và những người khác vừa bất lực, vừa thầm phấn khích, sự tồn tại của Lý Hạo, không nghi ngờ gì nữa, báo hiệu sự trỗi dậy của đại vũ thần chiều trong tương lai, nếu cho thiếu niên này thêm thời gian, tương lai đại vũ sẽ lại có thêm một chiến thần mới sánh vai với chân nhân của càn đạo cung kia dẫn theo học trò lão giả tinh tú quan tạm biệt lý hạo trước khi đi hà hương lan nhìn lý hạo với vẻ lưu luyến nói ngươi sẽ luôn ở đây chứ đợi đến khi không còn yêu ma nào dám xâm phạm nơi này ta sẽ rời đi lý hạo mỉm cười hà hương lan lật đầu sau đó lại nói ta là người của hạ gia chúng ta đều là phủ thần tướng thế gia nếu có thời gian hoan nghênh ngươi đến hạ gia chơi bất cứ lúc nào lý hạo lắc đầu nhẹ nhưng ta không phải phủ thần tướng thế gia, ta chỉ là một kẻ phiêu bạc. Hà Hương Lan muốn nói gì đó nhưng bị lão giả tinh tú quan gọi lại. Lão giả tinh tú quan nhìn Lý Hạo, trong lòng thầm thở dài, gọi học trò của mình rời đi. Lý Hạo tiễn họ ra khỏi Long Quan Đạo, mới quay trở về. Trong lúc nhàn rỗi, thời gian trôi qua rất nhanh. Vùng đất hiểm trở bên ngoài quan ải này hiếm khi trở nên yên tĩnh, thành trì bên trong được xây dựng ngày càng phồn hoa náo nhiệt. Các thường đội, cục hộ tống đến từ các thành trì khác nhau vận chuyển vật tư, khi trở về truyền bá, cũng khiến người dân các thành trì đều biết rằng thiên môn quan hiện nay đã là một pháo đài vô cùng kiên cố thương nhai thành cũng là một nơi vô cùng phồn hoa náo nhiệt cùng với việc các đội thương dòng người tụ tập dần dần có người ở lại đây mua vào thuê phòng óc, kinh doanh ở đây tiết kiệm được việc vận chuyển qua lại hàng hóa họ bắn ra cao hơn so với nội địa nhưng vẫn rất đáng giá thiên hạ rộn ràng đều hướng tới lợi ích những người đến thương nhai thành ngày càng đông có nhu cầu thì có cung cấp sau đó có khách du lịch còn có không ít hiệp khách giang hồ cũng đến thăm thành thương nhai muốn chiêm ngưỡng phong cảnh bên ngoài quan ải này lý hạo thì ngồi trong một tiểu viện có hàng rào trong thành không ai quấy rầy hắn chọn âm luật nhập tâm mỗi ngày đều giày đàn nghe tiếng đàn thỉnh thoảng sẽ đến ngoại thành ngồi trên tuyết sơn lặng lẽ lắng nghe âm thanh của mùa xuân đến đó là âm thanh của tuyết tan hiện tại tuyết bên ngoài quan ải đã dần tan lộ ra một vùng thổ những màu đen rộng lớn bị chôn vùi dưới tuyết trắng đây trong thổ nhưỡng màu đen lại dần này sinh sức sống của những chồi non xanh biếc trong quá trình âm luật nhập tâm của lý hạo một số nghệ thuật đại sư trước đây được các võ giả dưới trướng dựa vào mối quan hệ mời đến cũng đến thăm thành thương nhai lý hạo mời họ vào viện cùng họ giải đàn nói chuyện đánh cờ thưởng rượu trông giống hệt như một công tử nhà giàu hưởng lạc nhưng các võ giả trong biên quan đều biết thiên tư của thiếu niên này tuyệt đến mức nào mai việc tò mò về hắn họ không có ý nghĩ gì khác chương 455, cắm cờ năm ngàn dặm bốn Lý Hồng Trang thấy Lý Hạo không tu luyện, ngược lại cả ngày nhàn nhã, bồi dưỡng nghệ thuật, cũng rất ngạc nhiên nhưng nàng không quản nhiều, nàng chú trọng kết quả, bất kể quá trình tu luyện của Lý Hạo như thế nào, kết quả của hắn đã khiến người khác khó lòng sánh kịp, chỉ cần như vậy là đủ. Những nghệ thuật đại sư này vốn tưởng rằng Lý Hạo chỉ là nhất thời hứng khởi, chủ yếu vì nề tình mà đến kết giao. Kết quả là sau khi thảo luận kỹ càng, một số nghệ thuật đại sư suýt không chịu nổi, một số vấn đề chuyên môn mà Lý Hạo hỏi, họ đều khó có thể trả lời được. Trong lúc thầm kinh ngạc, họ cũng vô cùng kính trọng thứ niên này mặc dù họ kính sợ võ giả nhưng chỉ kính sợ lực lượng đó còn đối với những thứ mà mình đã nghiên cứu nhiều năm giờ có người đủ trình độ để thảo luận với mình sự kính trọng này là ngưỡng mộ là thưởng thức cũng là tán thưởng và vui mừng thông qua những nghệ thuật đại sư này lý hạo tìm kiếm danh tác đồ dáng kết quả là thực sự có thu hoạch ngoài ý muốn một họa sĩ đại sư nguyện ý đưa ra một bức danh họa mà mình đã cất giữ nhiều năm còn một vị kỳ đạo đại gia được xưng là tiểu kỳ thánh đã tặng Lý Hạo hai bản kỳ phổ. Chỉ tiếc, trong đó có một bản kỳ phổ không phải danh phổ, không thể thu thập. Ngoài ra, họ còn nhắc đến một số manh mối về các danh họa khác, cũng như chúng được cất giữ trong tay ai. Lý Hạo đều ghi nhớ, chuẩn bị đợi khi nào rảnh rỗi sẽ tìm người đi thăm dò, xem đối phương có đồng ý chuyển nhượng hay không. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, tuyết đã tan hết. Mùa xuân năm sau đã đến, mưa xuân lất phất, những ngọn núi xa xôi và những khu rừng gần quan ải đều chìm trong màn mưa bụi những hạt mưa tí tách rơi trên hàng rào nhỏ bắn tung tóe trên những phiến đá xanh trong sân mang theo mùi đất một ấm trà trong bếp hai người ngồi bên bà. một người là lý hạo người còn lại cũng là lý hạo đúng vậy lúc này hai bóng người đang uống trà và chơi cờ trong tiểu viện đều là lý hạo nhìn bên ngoài không có gì khác biệt chỉ là lý hạo kia hơi đầu đẫn ánh mắt có phần ngây ngốc quả nhiên đầu óc không đủ linh hoạt Lý Hạo hạ một quân cờ, là thằng ván cờ này như không có điểm kinh nghiệm tăng lên. Ngay cả khi chơi cờ dưới hình thức này, bảng điều khiển cũng phán đoán rằng hắn đang chơi với chính mình, nhưng không có kinh nghiệm cũng không sao. Lý Hạo đã thấm ngần kỳ đạo, cho dù không có kinh nghiệm, hắn vẫn chơi rất say mê. Thân thân giống hệt hắn về ngoại hình trước mắt này, chính là thứ mà hắn thu được từ bức danh họa mà họa sĩ kia tặng. Bức danh họa đó có tên là Song Diện Nhân. Trong bức tranh là một thiếu nữ, váy dài thướt tha, nhưng đầu nhìn về phía xa, nắm nhìn ánh hoàng hôn bức tranh có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô số chi tiết tích hợp giữa kỹ thuật sáng tối đối xứng một cách thần kỳ thông qua độ dày mỏng của các đường nét chỉ bằng vài nét đơn giản đã phát họa nên chiếc váy đang đung đưa mỗi nếp gấp sáng tối đều tự nhiên và đối xứng có thể nói là kinh khủng ánh hoàng hôn đỏ nhạt màu sắc tỏa ra cũng vậy như một lò lửa hòa tan trên giấy vẽ thực sự đang thiêu đốt lý hạo lý hạo tự nhận với kỹ thuật họa đạo lục đoạn của mình cảm thấy còn lâu mình mới đạt tới trình độ này hắn cho rằng để đạt được yêu cầu thu thập của bảng điều khiển có khả năng cần đến kỹ thuật cửu đoạn mới có thể làm được mà ý cảnh cao siêu như vậy ở phàm trần có thể đạt tới được thì rất ít ngay cả những bức danh họa hay danh phổ lưu truyền hàng nghìn năm cũng không nhiều mà mỗi bức đều có bề dày truyền thừa hàng nghìn năm ý nghĩa vô cùng to lớn Bức song diện nhân này sau khi được thu thập thì biến mất khỏi thế gian khiến lý hạo vô cùng tức mũi song diện nhân được lý hạo hộp vào lục thân đạo mang lại thuộc tính vô cùng kỳ lạ song diện nhân có thể dùng máu thịt của bản thân để tạo ra một nục thân ám diện, có 30% năng lực của bản thể. Nục thân ám diện bị phá hủy, bản thể không bị thương. Bản thể và ám diện không liên quan đến nhau, không thể chia sẻ ký ức, chia sẻ tầm nhìn. Khi nục thân ám diện bị phá hủy, thuộc tính này sẽ khởi động lại chỉ có thể tạo ra một nục thân ám diện. Bản thể có thể đưa ra chỉ thị cho nhục thân ám diện, nhục thân ám diện sẽ có tư duy đơn giản của bản thể. Trước đây, khi Lý Hạo thu thập các kỳ phổ, danh họa và nhạc phổ khác, hắn đều nhận được các thuộc tính tăng cường cho một số thuộc tính nào đó, còn song diện nhân này lại có thể trực tiếp cung cấp cho hắn một năng lực, hay nói cách khác. Các thuộc tính trước đó cũng là một loại năng lực, ví dụ như thuộc tính trí mạng, chính là một loại năng lực vô cùng quỷ dị, có thể vây tử vong với xác suất một phần trăm, chỉ là năng lực của song diện nhân này lại được cụ thể hóa. Đặc tính này, khi sử dụng trong chiến đấu, không mang lại nhiều sự gia tăng, tương đương với việc Lý Hạo có thêm một người trợ giúp nhưng các năng lực chỉ bằng một phần ba bản thể của hắn. Lý Hạo phát hiện sau khi kiểm tra, mặc dù nói là một phần ba nhưng thực tế sức chiến đấu lại chênh lệch rất xa. Chương 456 Song sinh Lý Hạo không thể vào Long Quan Đạo, bởi vì năng lực bị giảm đi, khiến cho phân thân ám diện này không thể thi triển trạng thái đặc biệt của võ đạo cực cảnh như thiên địa pháp tướng, thần lực, hóa tiên. Đều bị cấm. Lực lượng nhục thân chỉ có 30 vạn cân, trong cơ thể là khí lực, cũng không phải tiên khí, toàn thân khí lực bùng nổ, cũng chỉ chưa đến 400 vạn cân, phải biết rằng, hoàng tộc có thể đạt tới 200 vạn cân khí lực, tư sĩ của danh nguyên tự thì là 50 vạn cân. Chỉ tương đương với gấp đôi hoàng tộc, may mắn thay, âm dương song mạch không bị phong tỏa, kích hoạt sức mạnh của song mạch có 800 vạn cân, tương đương với lực bùng nổ gấp 4 lần hoàng tộc, cần du. Ngự vật, ừ, ừ, Cũng đều bị giảm đi. Chỉ tương đương với gấp đôi hoàng tộc, chỉ tính riêng sức chiến đấu của phân thân án diện này, Lý Hạo ước tính chân áp một số đại yêu ma bất suy cảnh thì không sao nhưng nếu gặp phải yêu vương thay rằng sẽ bị giết chết ngay lập tức nhưng may mắn thay lý hạo cũng không định dùng phân thân này để chiến đấu chỉ là rảnh rỗi thì chơi cờ với mình hoặc giúp mình chạy việc vặt thì cũng rất tiện hơn nữa việc tạo ra phân thân ám diện này cũng không tốn chút sức lực nào chỉ cần ngưng tụ từ một ngón tay của hắn là được ngón tay đức của bản thể hắn tái sinh chỉ trong vài phút là mọc ra còn phân thân ám diện này tốc độ hồi phục vết thương cũng giảm đi rất nhiều Lý Hạo tìm Lý Hồng Trang kiểm tra thử, chỉ cao hơn nàng ta khoảng gấp đôi. Những điều này đều là thứ yếu, điều khiến Lý Hạo bất lực nhất là kỳ nghệ của phân thân ám diện này quá tệ, năng lực này chỉ tương đương với khoảng 1 phần 3 của hắn. Nhưng kỳ nghệ không giống với võ đặng. so tài với người có kỹ thuật bằng 1 phần 3 mình thì chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay, quá kém cỏi. Thắng cũng chẳng có gì vui, điều duy nhất đáng mừng là thân thân ám diện này không có việc gì có thể giúp hắn chạy việc vặt. Thỉnh thoảng ra ngoài cửa ải dọn dẹp những yêu ma kia, đáng tiếc là thân thân ám diện làm việc lại không thể kiếm được kinh nghiệm trong bảng điều khiển nếu không kinh nghiệm tăng gấp đôi thì thực sự là sung sướng ngoài thuộc tính mà bức danh họa này mang lại thì kỳ phổ mà vị tiểu kỳ thánh kia tặng cũng mang một thuộc tính đặc biệt kỳ phổ có tên là can khôn đồ phổ can khôn chính là thiên địa kỳ phổ ngang dọc trên dưới là 19 đường ngang 19 đường dọc muốn lấp đầy cần 361 quân cờ lý hạo gục kỳ phổ này vào ngự đạo cũng nhận được một thuộc tính kỳ lạ can khôn đầu phổ có thể tùy ý chọn một vật làm dấu hiệu rót vào đó năm phần lực lượng của mình một khi dấu hiệu bị phá hủy lực lượng sẽ tôn trào bùng nổ tổng số dấu hiệu 180.180 180 quân cờ đen hoặc trắng này chính là tổng số dấu hiệu mà Lý Hạo có thể tạo ra cùng lúc. Sau khi Lý Hạo thử nghiệm, hắn rót lực lượng vào một lá cờ. Trong quá trình đó, hắn còn có thể thêm kiếm thuật của mình vào. Hắn rót một chiêu kiếm thuật và năm phần lực lượng. Lá cờ này trở thành một trong những dấu hiệu. Khi lá cờ bị phá hủy, kim khí và lực lượng bị phong tỏa bên trong sẽ bùng nổ bao phủ toàn bộ chung quanh mà không phân biệt thế này hơi giống với pháp trận mà lão giả tinh tú quan tạo ra nhưng cách làm của lý hạo đơn giản hơn thuộc loại đơn thể chỉ phù hợp với bản thân hắn dưới thuộc tính thao quang dưỡng hối năm phần lực lượng mà lý hạo tiêu hao cần nửa ngày mới có thể hồi phục nói cách khác một ngày hắn chỉ có thể tạo ra hai lá cờ chứa lực lượng lý hạo cũng không vội dù sao hắn rảnh rỗi mỗi ngày hồi phục được chút sức lực là hắn lại tạo ra một lá cờ giờ đây trong tiểu viện của hắn đã tích lũy được 16 lá cờ đã được đánh dấu đợi mưa tạnh Lý hạo liền để phân thân ám diện mang theo những lá cờ đã đánh dấu đế quan ngoại cá mỗi lá cờ lên một đỉnh núi trước đây có hơi thở của yêu ma tam bất hủ chiếm núi làm vua hắn muốn để những nơi cắm cờ của mình trở thành nơi yêu ma không dám bén mảng trong viện nhậm thiên thiên nhìn thấy phân thân ám diện ban đầu có chút kinh ngạc sau khi biết đó là công pháp của lý hạo nàng mới bình tĩnh trở lại tình huống kỳ lạ như phân thân thám diện không phải là trường hợp đặc biệt Lý Hạo đã từng lật xem không ít sách cổ trong Thính Vũ lâu, biết rằng có một số công pháp mà tam bất hủ cảnh tu luyện có thể ngưng luyện ra vân thân, chỉ là chất lượng của vân thân thì khác nhau. Hơn nữa, có người nghe nói rằng một số cường giả tứ lập cảnh còn rèn luyện riêng một phàm thân, đưa phàm tâm ban đầu vào phàm thân, còn bản tôn thì ngưng luyện đạo tâm, bước vào tứ lập. Đây cũng là một loại kỳ thuật để đột phá đến đạo tâm cảnh, chỉ là kỳ thuật này không được khuyến khích, không đủ hoàn mỹ, một khi phàm tâm vỡ tan, đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng giống như một cái bát úp ngược nhưng lại có vết nứt như lý gia hay những người tứ lập cảnh mà lý hạo quen biết cơ bản đều là thoát phàm nhập đạo chỉ có một chân thân không ngưng luyện phàm thân nhưng trong đám yêu ma lại khuyến khích tu luyện phân tâm hợp đạo giống như con rắn ba đầu mà lý hạo gặp trước đó nếu có thể luyện cả ba viên đầu thành một viên đầu thì có thể biến hành đạo tâm cảnh chương 457, song sinh lý hạo không thể vào long quan đạo hai cuối cùng trở thành một viên đạo tông ma trùng mà vạn quật quỷ nương còn khoa trương hơn tập hợp hàng vạn quỷ mị sẽ nát phàm tâm, lại dung hợp trái tim của hàng vạn quỷ quái, quá trình này rất dễ bị lạc lối, biến thành một cô hồn dã quỷ, yêu tinh quỷ quái có thể tu thành, cũng liên quan đến vận khí và mưu lược. Mỗi yêu vương tu luyện đến tứ lập cảnh đều có những trải nghiệm vô cùng gian nan, nhưng một khi bước vào tứ lập cảnh xương vương, trừ khi tự tìm đường chết, nếu không thì rất ít khi có nguy hiểm đến tính mạng, đạt đến nghịch mệnh cảnh thì càng khó chết hơn. Trước đó Lý Hạo có thể giết chết vài yêu vương nhưng cuối cùng chỉ giữ lại được vạn quật quỷ nương đạo tâm cảnh này những yêu vương còn lại đều đã trốn thoát thời gian thắm thoát thoi đưa mưa xuân càng thêm dai dẳng thỉnh thoảng có lúc trời quang nhưng cũng chỉ thoáng qua những lá cờ ở quan ngoại càng ngày càng được cắm nhiều mỗi lá cờ dường như đều là một cái tát vào mặt tiêu ma tại quan ngoại càng cắm càng nhiều cuối cùng cũng có yêu ma không chịu được khuất nhục trong cơn mưa lớn như chút nước một yêu ma bất hoại cảnh gào thét lao về phía ngọn núi cắm cờ mấy ngày trước nơi đó là nơi ở mới mà nó vừa xây được một nửa nhưng giờ đã bị săn bằng chỉ còn lại một ngọn núi chọc lóc và lá trên kỳ đang tắm mình trong mưa lớn nhìn thấy hai chữ hạo thiên trên lá cờ đôi mắt yêu ma này đỏ ngầu tức giận lào thét long trạch đại nhân đừng có một con phi điểu của thiên cơ điện bay tới vội vàng kêu lên nhưng yêu ma này đã không còn quan tâm nữa sống trong cảnh nơm nớp lo sợ tại quan ngoại này cứ cách một thời gian lại phải trốn chạy thì nó tha đổi nơi khác định cư nó đã tính toán sẽ xé nát hết những lá cờ rách nát của tên tiểu quỷ nhân tộc chết tiệt đó rồi bỏ đi dù sao thì trời đất bao la nơi nào chẳng thể làm nhà ầm khi móng vuốt của nó vung xuống chiến kỳ lập tức bị nhấn chìm tán cờ vỡ nát lá cờ bị xé rách chưa kịp để yêu ma này cười lạnh thì đột nhiên một luồng kiếm khí ngút trời bùng nổ từ trong chiến tỷ như một thanh kiếm khai thiên lập địa quách ngang chém đứt cả cơn mưa như chút nước trên bầu trời sau đó kiếm khí phá vỡ mây đen xé toạc những đám mây trên bầu trời ngăn chặn cơn mưa xuân này thế rồi được một chém xuống giống như một vị tiên nhân trên trời giáng xuống tùy tay vung một kiếm khí, đôi mắt yêu ma co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Đây là đòn tấn công tới từ đâu? Nó gào thét giận dữ, thi triển ma khí ngút trời, vảy giáp toàn thân dựng đứng, muốn ngăn cản kiếm khí, nhưng ngay sau đó, kiếm khí trực tiếp chém xuống, tông một tiếng, chém đôi cơ thể nó từ trên đỉnh đầu, toàn thân bị chẻ làm đôi. Sau đó, kiếm khí tan chảy, vỡ thành vô số kiếm khí nhỏ li ti, như mưa rơi điên cuồng xối xả. Nếu chỉ bị chém đôi cơ thể, tiêu ma này vẫn có thể thoát chết dù sao thì chỉ là vết thương trí mạng vẫn chưa đủ để giết chết yêu ma tam bất hủ cảnh ngay cả khi trái tim bị đập vỡ chỉ cần kịp thời rời khỏi chiến trường kịp thời uống thuốc hoặc bảo vệ mạng sống thì vẫn có thể sống sót dựa vào tốc độ tái sinh của thân xác để trái tim vỡ nát lành lại không phải là chuyện quá khó nhưng lúc này hàng vạn kiếm khí lao xuống suối xả một lùng kiếm khí lập tức xâm nhập vào cơ thể nó tiêu ma này còn chưa kịp vùng vẫy thì đột nhiên cả thân hồn đều bị kẹp chặt cơ thể khổng lồ ngã thẳng xuống sườn núi lã dùng trước chiến kỳ vỡ nát con điều yêu bay tới khi kiếm khí bùng lên ngút trời sợ hãi dừng lại vội vàng rút lui thu mình tốc độ rất nhanh tránh khỏi phạm vi bao phủ của kiếm khí đợi đến khi thấy hàng vạn kiếm khí liên tục tẩy lễ thi thể yêu ma cho đến khi biến mất con phi điều này mới hoàn hồn kinh hãi đến mức không nói nên lời đây đây là quân kỳ khó kiếm trận ư sao có thể chứ từ bao giờ mà tư thiên giám của đại vũ thần triều có thể bố trí pháp trận đáng sợ và tinh vi như thế này toàn thân con phi điều đều run rẩy tinh ngạc đến mức máu toàn thân như đông cứng lại rõ ràng là mùa xuân đã đến nhưng nó lại có cảm giác lạnh lẽo hơn cả mùa đông mùa xuân này có lẽ là mùa xuân của một số người như lại là mùa đông lạnh lẽo của yêu ma bọn chúng phi điểu toàn thân mềm nưỡng, thổi còi huyền âm không lâu sau rất nhiều phi điều của thiên cơ điện tụ tập lại khi nhìn thấy một vòng trời quang trên đỉnh núi tất cả đều kinh ngạc tiến lên diêu rít hỏi thăm tình hình đợi đến khi hiểu được nguyên nhân tất cả phi điều đều ngây người há hốc mồm nhìn ngọn núi tĩnh lặng kia thi thể yêu ma tam bất hủ vẫn nằm phục ở đó một chiến kỷ chân sát một đại yêu ma tam bất hủ cầy nếu chúng không nhớ nhầm thì đã có hơn 30 lá chiến kỷ như vậy được cắm khắp nơi hơn nữa cứ cách một thời gian lại cắm thêm vài lá cắm hết những ngọn núi có năng lượng thiên địa nồng đậm trong khu vực năm nghìn dặm quanh quan ngoại này đây đây đều là chiến kỳ của thiếu niên kia hắn hắn muốn biến toàn bộ khu vực năm nghìn dặm này thành lãnh địa của mình sao chương 458, trăm năm mươi tám sau sinh lý hạo không thể vào long quan đạo ba rất nhiều phi điều của thiên cơ điện đều run rẩy cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng chúng thật sự không hiểu nổi sức mạnh và bản lĩnh của thiếu niên kia con phi điều màu đỏ hóa thành một thiếu nữ mặc váy đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy vẻ kinh hoàng nàng làm công tác tình báo có thể nói là hiểu biết rộng rãi đã từng thấy rất nhiều yêu nghiệt thiên tài của đại vũ thần triều trong cả trăm năm qua nhưng trăm năm huy hoàng trước kia đều không bằng những gì nàng thấy trong một năm ngắn ngủi này sự khủng bố của thiếu niên kinh thế đó cho dù cách xa hàng nghìn dặm dường như vẫn tỏa ra uy nghi ngút trời chấn áp thế gian đột nhiên nàng đã hơi hiểu ra tại sao thiếu niên kia dám một mình đến chấn giữ biên quan đó không phải là phúc âm của yêu ma chúng mà là phúc âm của thiếu niên kia hắn còn tàn bạo và đáng sợ hơn nhiều so với những gì đồn đại ở thanh châu giống như một hung thần thoát khỏi lồng giang thực sự giải phóng sự sắc bánh và nanh vuốt của mình nhanh nhanh chóng thông báo xuống tuyệt đối không được đến gần chiến kỳ này sau này chúng ta sẽ tìm người đến chuyển một lá cờ về xem trên chiến kỳ này có kiếm trận gì thiếu nữ mặc váy đỏ vội vàng nói rất nhiều phi điều nghiêm nghị nhanh chóng tản ra trong tiểu viện có hàng giao trước mắt lý hạo hiện ra lời nhắc nhở trên bảng điều khiển thay số lượng đánh dấu từ 35 trên 180 nhảy lên 34 trên 180. Ngay lập tức biết được, một dấu hiệu đã bị phá hủy. Lý Hạo hơi nhớ mày, lập tức để phân thân ám diện đi điều tra, tiện thể để thiên cơ điện đưa ra lời giải thích. Không lâu sau, phân thân ám diện trở về thể mang theo thi thể của một yêu ma tam bất hủ cảnh đồng thời trên đường đi có điều yêu của thiên cơ điện chờ ở đó coi phân thân ám diện là lý hạo bồi lễ xin lỗi giải thích nguyên do thân thân ám diện không nói gì chỉ tiện tay bóp chết con điều yêu đó thiên cơ điện biết chuyện này thì vô cùng tức giận như không dám trả thù ngày hôm sau lại phái điều yêu đến hỏi nguyên do lý hạo nói rằng đây chỉ là bài học đầu tiên hành động thường có sức răn đe hơn lời nói con điều yêu truyền tiên run rẩy trở về cũng mang theo lời của lý hạo thiên cơ điện vừa kinh vừa giận nhưng lại bất lực sau khi sự việc này xảy ra thiên cơ điện càng ra sức tuyên truyền về sự hung ác của lý hạo những yêu ma tam bất hủ cảnh kiên nghe vậy mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng không dám thực sự mạo hiểm cuối cùng đều dần rời khỏi quan ngoại này chọn đến nơi khác tìm đường sống mặc dù một số đỉnh núi đồi núi đầm lầy ở quan ngoại này là cố địa của không ít yêu ma ngay cả yêu ma cũng có tình cảm và sự phụ thuộc đối với nơi mình sinh ra nhưng chúng biết rằng trong thời gian thiếu niên kia chấn giữ thiên môn quan cố địa này không thuộc về chúng may mắn thay tuổi trọ của yêu ma rất dài và kiên nhẫn hơn con người đợi vài chục năm hoặc trăm năm nữa quay lại thì thiếu niên kia chắc chắn đã rời đi từ lâu mà thời gian trăm năm đối với một số đại yêu ma mà nói chỉ là một lần bế quan tu luyện mà thôi quan ngoại trở nên càng yên tĩnh chỉ còn lại phong cảnh trống trải mấy ngàn dặm quanh quan ngoại yêu ma tuyệt tích chỉ thỉnh thoảng có những tiểu yêu ma không biết tình hình lang thang đến thời gian trôi nhanh sau cơn mưa xuân mùa hè nóng nực đã đến thành thương nhai càng trở nên náo nhiệt phồn hoa người qua lại cũng đông đúc hơn trong tiết trời nắng nóng trên long quan đạo dẫn đến thành thương nhai có những người đi đường thư thớt còn có một đoàn thương đội mà tại mấy chục dặm ở bên ngoài long quan đạo trong một khu rừng rộng một yêu ma thân hình to lớn mập mạp bò ra từ trong rừng rộng rất nhanh nó nhìn thấy long quan đạo rộng lớn và trắng xóa phía trước trong mắt lộ ra vẻ khát máu nó đang định mò về phía trước thì đột nhiên một cây cổ thụ trong rừng rậm lên tiếng đừng đi tiếp nữa. Ha, yêu ma này dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão thụ yêu phát ra tiếng nói. Nếu đối phương không lên tiếng thì nó thậm chí còn chưa phát hiện ra, sắc mặt nó hơi thay đổi, lại lùng hỏi, sao vậy? Lão thụ yêu khẳng giọng nói, đi tiếp nữa, chính là Long Quan Đạo. Hồ, đạo gì mà đạo, Long Quan Đạo thì sao? Yêu ma mập mạp hư lạnh nói, đến Long Quan Đạo thì không thể đi tiếp nữa. Đó là địa bàn của nhân tộc, lão thụ yêu thở dài nói. Nhân tộc, chẳng phải son đường này đã sớm trở thành địa bàn của yêu ma chúng ta rồi sao? Nhân tộc còn dám đến à? Ngươi tới từ ngoại châu phải không? Lão thụ yêu khẽ lai động cành cây, giống như đang lắc đầu. Nói, tình hình người nói. Đó là chuyện của trước kia rồi, bây giờ bên kia còn có yêu ma nào nữa chứ? Ngươi đó chỉ có xác chết của yêu ma chúng ta, thay chất như núi. máu chảy thành sông, hà, yêu ma mập mạp nhíu mày, nhìn về phía long quan đạo nhưng chỉ thấy một số nhân tộc trông rất ngon miệng, giống như những món tráng miệng biết đi. Ngươi thấy lá quân kỳ kia không? Cành cây của lão thụ yêu lai động, chỉ về phía một lá quân kỳ cắm trên một tảng đá cao bên cạnh long quan đạo, thấy lá quân kỳ kia, ngươi hãy nhanh chóng rời đi, trên cơ thể ngươi có mùi máu người nồng nặc, sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi đấy. Chương 459, song sinh lý hạo, không thể vào long quan đạo 4, cổ, giả thân giả quỷ, một lá quân kỳ mà muốn dọa ta sao? Yêu ma mập mạp cười khẩy, đừng nói là quân kỳ, ta còn ăn cả một đội quân rồi. Lão già, nếu ngươi không quá gầy thì ta đã bắt ngươi làm đồ nhắm rồi đấy. Nói xong, nó lười không thèm để ý nữa, trực tiếp lao thẳng về phía long quan đạo. Ra ra, nó không nghe lời ngài, bên cạnh lão thụ yêu, một nhánh cây nhỏ lay động nói. Lão thụ yêu thở dài, không nói gì, mà lúc này yêu ma thân hình mập mạp đã lao đến long quan đạo, phi nhanh về phía những bóng người ở cuối tầm mắt, trong mắt nó tràn đầy sát ý khát máu cơn gió do cơ thể nó tạo ra làm cho chiến kỳ rũ xuống trên tảng đá tung bay bên cạnh nhưng ngay khi nó lao đến gần một cơn gió nhẹ đột nhiên ập đến trong tiết trời mùa hè nóng nực này cơn gió nhẹ mang theo dự mát mẻ lướt qua yêu ma mập mập cái này đồng tử của yêu ma mập mập đột nhiên co lại muốn né tránh nhưng đã không kịp cơ thể nó đột nhiên nứt ra nội tạng rơi vãi khắp nơi màu tươi chảy lên láng cơn gió nhẹ đó như từ thành thương nhai tổ cuối long quan đạo thổi đến lại giống như kiếm khí mà thiếu niên kia tiện tay tung ra một năm trước chén chết yêu ma năm nó Lợn lờ trên quan đạo này một năm sau lại thổi trở về như trước mùa hè oi bức trong thành thương nhai lý hạo ngồi trong tiểu viện có hàng rào ăn trái cây ướp lạnh thỉnh thoảng chỉ bảo kiếm thuật cho nhậm thiên thiên trải qua một mùa xuân giờ đây hắn đã 15 tuổi còn nhậm thiên thiên vừa mới 14 tuổi hiện tại nhậm thiên thiên đã luyện một môn kiếm thuật đỉnh cao đến cảnh giới tối cao trong cùng cảnh giới ngoại trừ hoàng tộc cơ bản không có mấy người là đối thủ của nàng liên tiếp ăn những món ăn nấu từ đại yêu ma và yêu vương quỷ ngư bên trong chứa đựng năng lượng dồi dào cảnh giới của nàng cũng tiến triển vượt bậc trong vòng nửa năm đã từ đột phá thần du cảnh lên đến thần du cảnh tầng 7. thực lực này đã hoàn toàn vượt qua vị thành chủ mà lý hạo gặp khi diệt yêu ở thành thương vũ thuộc kỳ châu trước đây nhậm thiên thiên vừa mới 14 tuổi lúc này đã có thực lực chấn giữ một thành trì ở giữa dù sao thì nhiều thành trì ở phía trong có cuộc sống rất an nhàn yêu ma trong núi rừng chung quanh thường không mạnh thần du cảnh đủ đề dân đe, kết hợp với pháp trận bảo vệ thành, ngay cả yêu ma thiên nhân cảnh cũng có thể ngăn cản trong chốc lát, đủ thời gian để cầu cứu. Mai luyện kiếm, Lý Hạo còn kể cho nàng ngay cảm ngộ của mình khi khai mở âm dương song mạch. Biết được Lý Hạo đã khai mở cả hai thần mạch, Nhậm Thiên Thiên vừa kinh ngạc, vừa nhận ra điều này cũng hợp lý. Dù sao thì thực lực của Lý Hạo vượt xa hơn hẳn những người cùng cảnh giới. Theo cảm ngộ của Lý Hạo, Nhậm thiên Thiên may mắn cũng khai mở được một thần mạch, đó là u mạch, còn dương mạch mà những người bẩm sinh khai khiếu thì việc khai mở sau này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ nổ não. Trong lịch sử có vô số thiên tài tử vong vì cố khai mở dương mạch, trong đó còn có cả những yêu nghiệt tuyệt thế được cho là có thể kế thừa vị trí chân nhân, nhận thiên thiên thử nhiều lần đều không chắc chắn. Lý Hạo không khuyên nàng thử, chuyện này không liên quan đến lòng dũng cả, mà còn phụ thuộc vào may mắn. Nếu không thì trên đời này dũng giả không đến sỉ, nhưng những người có thể khai mở dương mạch lại chỉ đến trên đầu ngón tay, dũng giả và kẻ liều lĩnh sự khác biệt lớn nhất nằm ở kết quả tốt hay xấu có thể dừng lại kịp thời cũng là một loại trí tuệ mà sau khi khai mở u mạch những thiên thiên cũng có vốn liếng để so tài với hoàng tộc phần lớn những thiên thiêu trong hoàng tộc đều khai mở một thần mạch những người có thể khai mở hai mạch đều là nhân kiệt đương thời đếm trên đầu ngón tay mài luyện kiếm thỉnh thoảng lý hạo đi dạo ngoài quan ải cũng sẽ mang nàng theo cùng nơi họ đến là khu vực trải dài từ đông sang tây chiều dọc năm nghìn dặm đã dài nhưng chiều ngang chỉ khai phá được khoảng một dặm chuyến đi của lý hạo khiến thiên cơ điện trong bóng tối lại một phanh và bay chó sủa khắp nơi đều là yêu ma hoảng loạn trốn tránh lý hạo bắt một số yêu ma thập ngũ lý cảnh để cho nhậm thiên thiên đối luyện cường độ luyện tập cực cao có lý hạo ở bên cạnh yểm trợ cũng chỉ có kinh chứ không có hiểm trong quá trình luyện tập thực chiến như vậy chiến lực của nhậm thiên thiên cũng tăng lên nhanh chóng mà tình hình nàng giao thủ với yêu ma ngoài quan ải cũng bị thiên cơ lâu phát hiện đưa nhậm thiên thiên vào bảng càn khôn hiện tại trong hai danh sách của bảng càn khôn này người đứng đầu đều là lý hạo còn Nhậm Thiên Thiên thì lọt vào vị trí thứ 5 của bảng Khôn Phượng, bảng Càn Long thì nàng đứng thứ 29, cũng coi như danh tiếng lẫy lừng. Thu hút sự chú ý của không ít thế lực, quan trọng nhất là Nhậm Thiên Thiên còn quá nhỏ tuổi, mới 14 tuổi mà đã có thứ hạng và thành tựu như vậy, tương lai lọt vào người vị trí đầu trên bảng Càn Long, trước tuổi 22 bước vào cảnh giới tông sư thiên nhiên, điều đó là hoàn toàn có thể. Chương 460, Lý Hạo xuất quan. Lương Châu Nguyên nan, cho sự nổi tiếng, không ít người cũng đào bới thông tin sơ lực của nhậm thiên thiên biết được nàng là tông sư chi nữ lại là đệ tử học viên đàn cung nhưng đã bỏ học hiện đang đi theo bên cạnh lý hạo làm kiếm thị của hắn khi cái tên lý hạo xuất hiện trong thông tin này tất cả các thế lực quan tâm đều giật mình lập tức chuyển sự chú ý kể từ khi lý hạo dùng một ngón tay chấn áp phật tử ở trước mặt các tông sư thiên hạ đánh bại hết các tông sư thiên hạ thì danh tiếng của hắn trong thế hệ trẻ của đại vũ thần triều đã vang dội khắp nơi bất kỳ tin tức nào liên quan đến lý hạo Điều nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Nửa năm trở lại đây, liên tiếp có thiếu niên từ các châu chạy đến Thiên Môn Quan, muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của thiếu niên kiệt xuất kia. Có người còn muốn đến luận bàn với Lý Hạo, cho dù có bại dưới kiếm của Lý Hạo, cũng có thể vang danh thiên hạ. Điều này khiến thành thương nhai ngày càng trở nên náo nhiệt và phồn vinh. Loạn thế cầu sinh, tịnh thế cầu danh, hiện tại Đại vũ thần chiếu đang chuyển từ thiện sang suy nhưng xu hướng suy tàn mơ hồ này không phải ai cũng có thể cảm nhận được một cách nhạy. Mén núi sông giữa các thành trì vẫn có rất nhiều thiếu niên khí phách mặc gấm vóc cưỡi khoái ngựa rong rủi khắp thiên hạ theo đuổi công danh và quang vinh dù là vương hầu tướng lĩnh đều bị những thứ đó quấy nhiễu không thể nhìn thấu huống chi là những thiếu nam thiếu nữ mới lớn những bậc trưởng bối trong nhà của những thiếu niên này sau khi biết được thành thương nhai đã xây dựng lại pháp trận lại nghe nói có tứ lập cảnh ngầm tọa chấn liên tiếp hai lần phân thay yêu vương nấu tiệc chiêu đãi toàn thành cũng không ngăn cản các hài từ nhà mình đến vùng biên ải hiểm nguy này nữa chỉ là những thiếu niên này đến thương nhai đều bị chặn lại ở bên ngoài tiểu viện có hàng rào trong dân có thiếu niên giải đàn vẽ tranh bên ngoài dân có quân hạo thiên tận trung tận nghĩa canh giữ có tông sư tuần tra bốn phía cho dù có thiếu niên tốn bao nhiêu tâm tư đưa vào một tấm thiếp bái lý hạo cũng giao cho nhậm thiên thiên đi giải quyết vừa hay cũng có thể cho nhậm thiên thiên làm đối thủ luyện tập những thiếu niên có thể đánh bại nhậm thiên diệu rất ít bảng can khôn cộng lại cũng chỉ có hơn 20 người đó đều là những thiên kiêu có danh môn đứng sau sẽ không đến quan ải này tìm lý hạo để mượn cơ hội dương danh những người còn lại phần lớn đều là những thanh niên trên 22 tuổi thậm chí ba bốn tuổi vẫn có thể gây áp lực cho nhậm thiên thiên chỉ là cho dù đánh bại được nhậm thiên thiên cũng không có cơ hội gặp được lý hạo thiếu niên sở hữu danh tiếng vang vọng khắp thiên hạ kia đang ở trong tiểu viện vô số người ngóng trông nhưng lại không thể nhìn thấy công danh và vinh nhục chỉ cách nhau một bức tường con đường theo đuổi luôn gian nan đây cũng là lý do lý hạo thường xuyên ngồi nghỉ ngơi vẽ tranh, đánh cờ, loài đàn, đều là ngồi. Có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Nửa năm trở lại đây, Lý Hạo đã đưa âm luật nhập tâm, hiện tại đã đạt đến tứ đoạn. Còn viên tâm cảnh này, hắn dùng vào thân pháp. Sau khi tâm cảnh phá vỡ bình cảnh tam đoạn của thân pháp, liên tiếp cộng điểm 3 lần, khiến thân pháp đạo của Lý Hạo trực tiếp đạt đến lục đoạn. Trước đó khi cộng điểm nhục thân đạo thất đoạn, hắn còn dư lại 5 điểm kỹ nghệ, hiện tại âm luật đạt đến tứ đoạn, tăng thêm một điểm, lại dùng hết 3 điểm. Còn lại 3 điểm, Ba điểm này, Lý Hạo giữ lại chờ tâm cảnh nhập linh, tuy thời dùng vào ngự đạo hoặc kiếm đạo, sau khi thân pháp đạo đạt đến lục đoạn, thân pháp mà Lý Hạo nắm giữ trước đó đã được nâng cao về chất, tự mình diễn hóa công pháp thành thân pháp tuyệt phẩm. Đồng thời tu luyện đến chân thái, hiện tại nếu lại vặc phải mấy con yêu vương trước đó, Lý Hạo tự tin có thể truy sát từng con một đến chết, trừ khi chúng thi triển nhiệt mệnh, dựa vào thiên mệnh để quấy nhiễu mình, nhưng chúng đã không còn cơ hội này nữa. Hôm nay Thanh Long Tiêu Kiếm trước đó gửi đến Vạn Khí Lâu để đúc, đã được Tam Bất Hủ cảnh của Vạn Khí Lâu đích thân mang đến. Đối phương là một nam nhân trung niên thân hình đôn hậu, đích thân giao Long Tiêu Kiếm vào tay Lý Hạo, hắn đích thân mang bảo kiếm đến, vừa sợ thần binh này bị mất. Nguyên nhân lớn hơn, chính là muốn tận mắt nhìn xem thiếu niên nổi danh thiên hạ kia. Lý Hạo 14 tuổi chém giết tiểu yêu vương Tam Bất Hủ cảnh, khiến những cường giả thành danh nhiều năm đều có chút đứng ngồi không yên. Thiếu tướng quân, Thanh Long Tiêu Kiếm này đã được đúc 3 lần, tôi luyện bằng tinh hỏa, lai có thể cảm nhận thử độ vừa tay nam nhân trung niên tên là lục thành vô cùng khách sáo và tự nhiên nói với lý hạo lý hạo gật đầu chuyện đó hắn đã biết trước ban đầu dự định đúc hai lần lợi dụng vật liệu thân thể và yêu hồn của hắc ô yêu vương nhưng sau đó lại chém giết vạ cột quỷ nương có thể lại tôi luyện thêm một lần nữa nếu thần binh có thể tôi luyện chín lần sẽ có hy vọng lột xác thành thánh tâm thiên bảo đó là binh khí mà các cường giả tứ lập cảnh đều khao khát chỉ có số ít cường giả tứ lập cảnh có được mỗi một thành tâm thiên bảo đều là binh khí vô cùng đáng sợ sát thương có thể dễ dàng uy hiếp đến cùng cảnh giới